Tam Thánh thắng, Tiên Sinh có công lao, có thể không cần lo. Chúng ta thắng, Tiên Sinh cũng có công lao, cũng có thể không lo. Nói chung, Tiên Sinh chỉ cần đợi sau khi bên bọn ta phân thắng bại với Tam Thánh là được. Sau việc này, Tiên Sinh có thể vô tư, chỉ cần lấy can đảm hành sự một lần là được, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, là một chuyện tốt cực lớn, cớ sao lại không làm? Quỷ Y trầm mặc suy nghĩ một lúc, chợt cau mày nói: "Lão phu nghe người của bên Tam Thánh nói, Hiện nay cửa ra vào thánh cảnh bị kiểm tra cực nghiêm, người ngoài không có cách nào dễ dàng ra vào được, lão phu không vào được thánh cảnh, có vào chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện đi lại. Nưu Hữu đạo xua tay, không cần quá lo lắng, tất cả bên ta đều sẽ sắp xếp tốt cho tiên sinh, sẽ có người dẫn tiên sinh vào, ra ngoài cũng sẽ có người tiếp ứng tiên sinh. Tiên sinh đừng nên đánh giá thấp thế lực của bọn ta, sẽ có người phối hợp. Quỷ Y mặt căng lên, lại trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: được hy vọng các người nói lời giữ lời lão phu sẽ làm việc cho các người lần cuối cùng nếu còn bức bách nữa cùng lắm thì lão phu liều cá chết lưới rách với các người nghiêu hữu đạo cười ha ha nói không nghiêm trọng như vậy đâu yên tâm chúng ta nói được thì làm được đây là lần cuối cùng rồi chỉ có điều có một số việc còn hy vọng tiên sinh thận trọng chớ nên nói cho đám đệ tử của ngươi thì tốt hơn tốt nhất là không nên nói lung tung lão tiên sinh hẳn là hiểu bọn họ e rằng còn non chút khả năng không chịu nổi sự kinh sợ bọn họ biết càng ít mới có thể an toàn được, người nói xem có đúng hay không. Quỷ y có phần tâm phiền ý loạn, vung tay nói. Đi thôi, bọn họ sắp trở về rồi. Cáo từ, như hữu đạo chắp tay, mở rộng cửa đi nhanh ra ngoài. Bên trong phòng, quỷ y ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bị quấn vào trong chuyện sợ hãi tột cùng như vậy thật sự là thân bất do so kỷ, làm sao có thể không cảm khái được. Đáng sợ hơn là, đã biết bên trong dược cốc có không ít người của Tam Thánh, đối phương lại dám trực tiếp xông vào dược cốc, còn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở dược lư của mình, nếu nói trong dược cốc không có nội ứng, ngay cả chính ông ta cũng không tin. Ra khỏi dược lư, nhiều hữu đạo tùy tiện lấy cái so trống không ở ven đường, thuận tiện cõng lên người, quả thực như một tạp dịch bình thường làm việc ở dược cốc. Hắn đi sơn đạo bên này, trên sơn đạo đối diện cũng có hai người xuất hiện, chính là vô tâm và vô tướng đang cùng nhau đi về hướng dược lư. Nhiều hữu đạo coi như không nhìn thấy, còn hai người ở đối diện cũng không để ý tới hắn đi qua bên cạnh dược điền, nhìn thấy người trong dược cốc đang chăm sóc thảo dược, nhiều hữu thong dong đi qua. Người đang bận rộn trong cốc cũng không quá chú ý tới hắn, ở nơi an nhàn quá lâu, căn bản không có ý thức phòng bị nguy hiểm nào. Nhiều hữu đạo vẫn thong dong đi tới cạnh biển, thừa dịp bốn phía không người chú ý lặng yên độn vào trong biển mà đi. Vô tâm và vô tướng đi vào trong dược lư, chỉ thấy sự phụ đang ngồi trên ghế thấp, cúi đầu ngồi đó cũng không biết đang suy nghĩ gì, tâm tình dường như rất thấp. Sư tôn, sư huynh đệ hai người hành lễ, quỷ y ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sau đó đứng dậy, đi ra cửa nhìn chung quanh một lượt, sau đó mới lui vào trong phòng, nhìn chằm chằm vô tâm đang tò mò, hỏi. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi dùng y thuật thay hình đổi dạng mà ta dạy ngươi đi làm việc cho một người tên là Nghiêu Hữu Đạo không? Kỳ thực có mấy lời không cần hỏi, người tới nếu có thể nói bí mật đó cho ông ta, ông ta liền đoán được việc này 10 thì có 8, 9 phần là thật. Nghiêu Hữu Đạo, vô tâm sửng sốt, kỳ quái hỏi vì sao sư tôn lại đột nhiên nghĩ tới người này? Quỷ y, trả lời ta, có hay là không? Vô tâm trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói. Có, ban đầu lúc ở tề kinh ta thực sự đã giúp một người thay hình đổi dạng thành dáng vẻ của Ngưu hữu đạo. Ngươi, quỷ y chỉ vào gã, cảm giác như tức sắp hộp máu rồi, suýt chút nữa đã muốn vào vỡ miệng tên đồ đệ này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trước sau bao nhiêu lần ta đã nói với ngươi rồi, đừng có tham gia vào ân oán giữa các thế lực lớn, những thế lực đó không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện động vào, bảo ngươi đừng có tham gia, vì sao ngươi lại không nghe lời. Ngưu Hữu Đạo là ai? Trưởng lão tử Kim Động, khá có địa vị ở giới tu hành, còn nắm giữ thế lực võ tu mạnh mẽ nhất Yến Quốc, người động vào việc này làm gì? Phô tướng nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, đối với Ngưu Hữu Đạo, y cũng không xa lạ gì, năm đó y đã gặp nhiều lần rồi, thậm chí còn gặp mặt ở Mao Lư Sơn Trang, biết Ngưu Hữu Đạo khá có lực ảnh hưởng với Kim Châu, đó là một người dùng một câu nói có thể quyết định được vận mệnh của vô số người, trong tay nắm giữ thế lực không nhỏ. Vô tâm giải thích, sư tôn, đích xác là do chốc lát hồ đồ của đệ tử, năm đó đệ tử gặp nạn, phía sau lại có nghiêu hữu đạo quấy phá, đệ tử nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng lại không có năng lực phát tiết, vừa may gặp được một người muốn tìm nghiêu hữu đạo báo thù, không nhịn được suy nghĩ mượn đao giết người để báo thù. Báo thù, quỷ y không nhịn được, bị gã làm cho có phần tức giận chỉ bằng vào bản thân ngươi mà mơ mộng hão huyền, ngoại trừ biết chút y thuật, đối với những chuyện khác đều rốt đặc cán mai mà còn muốn tìm hạng người gian trá trong tay nắm thế lực to lớn báo thù ư? Ngay cả cơ hội tới gần người ta ngươi cũng không có, ngươi lấy cái gì đi báo, ngươi chán sống rồi à? Ngươi có tin chỉ cần người ta nói một câu liền khiến bên Tề quốc giết chết ngươi hay không? Cam đoàn người sẽ phải chết lặng yên không một tiếng động. Vô tâm buồn bực, không rõ sư phụ lại tức giận chuyện đã làm từ lâu trong quá khứ này làm gì nếu như sư phụ tức giận gã cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi quỷ y cũng khó có thể nguôi giận ngay được chỉ tay trách cứ việc này sau đó sao ngươi không nói với ta vô tâm ngẩng đầu lên nói sau đó nghe được tin tức được biết như hiếu đạo đã chết trong thánh cảnh đệ tử cảm thấy chuyện đã qua thêm nữa lại không nghe sư phụ phân phó gì chúc tư tâm cũng không có mặt mũi nói thêm gì với sư tôn giọng quỷ y cam hận nói đầu óc ngươi bị nước vào hay sao hả ngươi làm ra một nghiêu hiếu đạo giả sau đó nghiêu hữu đạo chết ở bên trong thánh cảnh lẽ nào ngươi không nghi ngờ chuyện này có vấn đề gì sao vô tâm nghi ngờ nói lẽ nào sư tôn đang hoài nghi nghiêu hữu đạo giả đã chết còn nghiêu hữu đạo thật vẫn còn sống sao thánh cảnh phong tỏa nghiêm mật nghiêu hữu đạo giả sao có thể vào đó được ngươi quỷ y cũng không biết nên nói gã cái gì cho tốt giữa những người đó mây mưa thất thường có bao nhiêu thế lực đối kháng đang tiến hành va chạm với nhau chỉ có một cái cửa ra vào thánh cảnh có thể ngăn cản những người khác, nhưng sao có thể cản được những người đó. Người ta đã nói trước rồi, có biện pháp đưa quỷ y ông ta vào trong thánh cảnh, một nghiêu hữu đạo giả đi vào thánh cảnh có thể có vấn đề gì sao? chương 2219, phát hiện nội gian. Nhưng mà, quên đi, ông ta đã không muốn nói thêm gì trong chuyện này nữa, ông ta chỉ nghiêm khắc cảnh cáo. Việc này, hai người các ngươi trôn trong bụng cho ta, quyết không thể đề cập với bất kỳ người nào khác, coi như chưa từng có chuyện này, đánh chết cũng không thể nói cho những người khác biết, nghe rõ chưa? Rõ, hai sư huynh đệ cùng nhau đồng ý, chỉ có điều vô tâm lại có chút nghi hoặc, Sư Tôn, việc này trừ ta ra chỉ có nhan bảo Như và Quách Man biết, tại sao ngài lại biết vậy? Chẳng nhẽ là hai người kia tiết lộ cái gì hay sao? Quỷ y không biết nên nói gì với gã nữa, người đã chết, còn để lộ cái rắm gì nữa, bên Nhiêu Hữu đạo chắc chắn là biết rõ tình hình, nhưng lời khiển trách vừa tới mép ánh mắt lại chợt lóe lên một cái, trầm giọng hỏi. Người ở trong tề kinh rất ít khi tiếp xúc với ngoại giới, người tìm ngươi xin giúp đỡ rất khó lay động được ngươi, tại sao ngươi lại biết nhiều hữu đạo giả kia có cửu án với nhiều hữu đạo? Vô tâm suy nghĩ lại một chút, nói, là Quách Man phát hiện ra, quỷ y lập tức hỏi, hiện tại Quách Man đang ở đâu? Vô tâm liếc nhìn ngoài cửa, hình như đang ở dược điền gánh thuốc, quỷ y lập tức chỉ vô tướng, đi, tìm Quách Man đến đây. Vô tướng cảm giác được có chuyện rồi, lúc này mới lắc mình rời đi. thầy cho hai người quỷ y loanh quanh trong dược lư, còn chợt cầm chỗ chai lọ trước đó như hữu đạo lật xem để kiểm tra. vô tâm thì khoanh tay đứng đó, trong lòng là sự nghi ngờ không rõ, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. không lâu sau, vô tướng trở về, còn dẫn cả quách man về. quách man thì trước sau như một, cung kính hành lễ. hôm nay tính khí của quỷ y không tốt lắm, phất ống tay áo một cái, không cần đa lễ, trước mặt trầm giọng chất vấn. quách man Trước đây vô tâm ở tề kinh từng dịch dung cho một người thành như hữu đạo, người còn nhớ không? Quách man liếc nhìn vô tâm, nhu thuận gật đầu nói. Còn nhớ, quỷ y trầm giọng nói. Làm sao người biết người kia có cửu oán với như hữu đạo? Quách man suy nghĩ một chút nói. Là bảo như tỷ phát hiện ra, vô tâm bỗng nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, cắt lời. Không phải người phát hiện sao? Quách man nghiêm túc gật đầu. Xem như là ta phát hiện, chỉ có điều là bảo như tỷ phát hiện người kia trước sau khi ta đề ra nghi vấn mới biết sau đó liền báo cho tiên sinh ngài vô tâm ngạc nhiên quỷ y quay đầu nhìn chăm chú vô tâm đi tìm nhan bảo như đến đây vâng vô tướng lần nữa lắc mình đi vẻ mặt quét man là dáng vẻ mờ mịt thử hỏi quỷ y lão tiên sinh lẽ nào có vấn đề gì ư quỷ y phất tay áo gương mặt căng thẳng không lên tiếng ba người ở trong dược lư đợi một hồi lâu chỉ thấy vô tướng một mình quay lại đi vào bẩm báo sư tôn tìm khắp trong dược cốc cũng không tìm được người, hình như Nhan Bảo như không có ở đây. Vô Tâm kinh ngạc, không thể nào, sao lại không thấy được? Nàng ấy chưa bao giờ không chào hỏi mà đã rời đi, Sư đệ, người tìm kỹ lại một lần nữa xem. Được, ta sẽ tìm một lần nữa. Vô tướng gật đầu xoay người muốn đi, không cần tìm nữa, Quỷ Y nói một câu, mặt căng lên nói, người biến mất rồi, đã chạy mất rồi, còn tìm cái giám. Quách Man vẫn là dáng vẻ mờ mịt lão tiên sinh bảo như tỷ làm sao vậy quỷ y chợt xoay người không để ý đến nàng nhìn chằm chằm vô tâm nói theo ngươi nói khi đó nếu ta nhớ không lầm lúc đó sở dĩ ngươi thu nhận nhan bảo như này là bởi vì nàng ta có cửu án với nghiêu hữu đạo vô tâm trầm mặc suy nghĩ một chút khẽ gật đầu nói vâng đệ tử nghe nói chuyện nàng có cửu án với nghiêu hữu đạo từ trong thiên đô bí cảnh bị nghiêu hữu đạo ép tới đường cùng lại nghĩ tới tu vi thực lực của nàng lúc đó đệ tử đích thực là bởi vì chút tư tâm muốn tìm nghiêu hữu đạo báo thù nên mới thu nhận nàng nghĩ về sau cũng có thể dùng tới sau đó nghiêu hữu đạo chết tất cả cũng đều bỏ qua đệ tử thấy nàng làm việc kiên định nên vẫn giữ lại bên người sư tôn có vấn đề gì không quỷ y nổi giận chỉ vào mũi gã có vấn đề gì nhan bảo như kia là do người ra sắp xếp làm nội gian ở cạnh ngươi ngươi nói có vấn đề gì trước lúc ở kim châu một nhóm thầy trò bị bại lộ hành tung lúc đó ông ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều, đoán chừng là thế lực của đối phương khổng lồ, bị người ta tra ra. Còn vừa rồi, người tới lại dám đi thẳng vào trong dược lư của ông ta, xông thẳng vào nơi ở của ông ta mà không có ai phát hiện ra, quả thực coi dược cốc này như trốn không người, lúc đó ông ta liền hoài nghi nội bộ có gian tế rồi. Bây giờ xem ra, quả nhiên, Quách Man Kinh ngạc nói, bảo như tỷ là gian tế, điều này sao có thể. Chỗ này của tiên sinh cũng không có đồ gì đáng giá muốn lấy, tại sao lại có thể có gian tế được? Vô tâm cũng cau mày nói, sư tôn, có phải người lầm lẫn gì không? Lầm, quỷ y hỏi ngược lại một tiếng, trong mắt là sự nóng này, quay đầu tìm kiếm xung quanh một lượt, cuối cùng thuận tay lấy cây gậy, đùng một tiếng đập vào đầu của vô tâm, như là đang đánh cho cảnh tỉnh lại. Vô tâm ôi một tiếng, đau xoa xoa cái ót rồi lùi ra, trên đầu nhanh chóng gổ lên một cục. Cây gậy trong tay quỷ y chỉ vào gã, dáng vẻ như giận quá mức bởi vì ngươi muốn trả thù nghiêu hữu đạo nên đã chứa chấp nhan bảo như sau cũng bởi vì muốn trả thù nghiêu hữu đạo mà chứa chấp tên nghiêu hữu đạo giả muốn tìm nghiêu hữu đạo báo thù hơn nữa người sau vẫn là do nhan bảo như đáp cầu rắt mối ngươi còn không nhìn ra vấn đề ở đâu sao người ta nắm được nhược điểm của ngươi đang lợi dụng ngươi đó vô tâm vẫn còn có chút nghi hoặc xoa gáy nói Sư tôn nhan bảo như có cửu oán với nghiêu hữu đạo mọi người đều biết mà quỷ y phẫn nộ, ngu xuẩn, người ta có cửu oán với nhiều hữu đạo, vì sao lại cứ cố tình đi cùng ngươi làm gì? Chuyện này chẳng lẽ không thể là do người ta cố ý sắp xếp vậy sao? Giống như ngươi mà còn muốn tìm nhiều hữu đạo người ta báo thù ư. Ngươi cũng không nghĩ xem hạng người làm mưa làm gió thiên hạ này là hạng người gì, chuyện ngươi lừa ta gạt như cơm bữa rồi, chỉ một tên mọt sách may mắn giữ được cái mạng mà muốn đấu với bọn họ ư. Ngay cả tư cách giao thủ với người ta ngươi cũng không có, người ta đã sớm biết rõ lá bài ẩn của ngươi rồi, người ta nắm rõ nhược điểm của ngươi, nương vào oán hận của ngươi với nghiêu hữu đạo, đầu tiên là sắp xếp nhan bảo như vào, lại lợi dụng ngươi tạo ra nghiêu hữu đạo giả, liên tục hạ thủ với ngươi nhưng ngươi lại không hề phát hiện ra. Báo thù, ngươi báo thế nào đây? Ngươi mà muốn báo thù cái quỷ ấy, người ta đã sắp xếp người ở bên cạnh ngươi rồi, nhất cử nhất động của ngươi người ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, từ đầu tới cuối ngươi đều bị giật dây bởi người ta, phàm là ngươi có bất kỳ dị động nào làm cho người ta mất hứng người ta chỉ cần nói một tiếng không cần hắn phải động tay bên cạnh ngươi bất cứ lúc nào cũng có người có thể giết chết ngươi may mắn là ngươi còn chưa làm sằng bậy gì may mắn chính là ngươi chưa tìm được cơ hội báo thù bằng không ngươi làm gì còn giữ được cái mạng để ngu xuẩn ở đây đã sớm chết mất xác rồi vô tâm trầm mặc tuy sư phụ đã nói rõ ràng chuyện này ra rồi nhưng gã lại vẫn nửa ngờ nửa tin chuyện này e rằng gã không biết rõ nhưng bình thường nhan bảo như đối đãi với gã như vậy, bằng vào trực giác, cảm giác nhan bảo như không giống người sẽ làm hại gã. Còn ngươi nữa, quỷ y lại chỉ vào quách man, tiên sinh nhà ngươi ngu xuẩn, ngươi cũng ngu xuẩn theo à. Ta thấy bình thường ngươi cơ chí, quen gió chiều nào theo chiều ấy, so với nội gian còn nội gian hơn, ở cùng nội gian lâu như vậy lẽ nào không nhìn ra được chút manh mối nào sao. Quách man nhất thời tỏ ra oan ức, lẩm bẩm bảo như tỷ, chương 2220, cơ hội cuối cùng một lúc nhan bảo như mới tìm tới cửa ta từng khuyên tiên sinh rồi cảm thấy người này khả nghi bảo tiên sinh đừng nên thu nhận nhưng tiên sinh cố ý muốn nhận cho dù phát hiện có gì không bình thường ta lại không thể làm chủ tiên sinh tin nàng ta nào có biện pháp nào sao lại chẳng phát hiện ra nàng ta có vấn đề gì khác chuyện này tuyệt đối không phải nói ngoa nàng ở cạnh vô tâm giữ nhiệm vụ bảo vệ chính là muốn ngăn chặn những người khác nhúng tay vào chuyện của vô tâm chỉ có điều lần đó không thể ngăn cản nhan bảo như mà thôi thêm nữa người phía sau màn bảo nàng không làm nữa quỷ y lập tức hỏi vô tâm nàng ta nói có thật không lúc nhan bảo như mới tới nàng có phải đã cảm thấy có chuyện có phải đã từng khuyên ngươi đừng có thu nhận hay không trong lòng vô tâm có chút lúng túng ngượng ngùng đáp một câu hình như đã từng nhắc nhở rồi quách man trợn mắt nói tiên sinh không phải là hình như mà là rõ ràng đã nói nhiều lần ngài quên rồi sao vô tâm lập tức chừng nàng một cái, dường như đang chỉ trích, người còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao. Lúc này quách man mới rụt đầu lại, ngậm miệng, bộp, cây gậy trong tay quỷ y lại đánh lên đầu vô tâm một cái, phẫn nổ quát. Ngu xuẩn, a à, vô tâm xoa chán, lần nữa lui về sau một bước, gã không rõ, hỏi. Sư tôn, đang yên đang lành người truy cứu chuyện này để làm gì? Đừng nói tới gã, vô tướng cũng cảm thấy kỳ quái, đúng vậy, đang yên đang lành sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này để truy cứu. Yên lành, quỷ y phẫn nộ tới mức muốn phun máu, người phía sau người ta đã tìm tới cửa rồi, còn yên lành nữa sao? Ông ta không muốn nói nhiều, chuyện mà người thần bí giao phó cũng không tiện tiết lộ, hữu khí vô lực nói. Đều nghe kỹ cho ta, so với những người bên ngoài như lang như hổ, thầy cho chúng ta giống như con dê con bò, không thể chơi thắng bọn họ, sau này có ai còn dám giấu ta tự ý nhúng tay vào chuyện bên ngoài, đừng trách ta thanh lý môn hộ phất phất tay, cút, đều cút ra ngoài cho ta. Ba người đàng hoàng chắp tay, đều lui ra ngoài. Cây gậy trong tay trống lên bàn, một tay trống nạnh, quỷ y ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đang yên lành lại nhận đồ đệ gì thế này, tự làm tự chịu. Hiện tại rốt cuộc ông ta đã hiểu ra, thảo nào đối phương có thể mang thiệu liễu nhi tới uy hiếp vô tâm, dường như đã sớm nắm rõ nội tình của vô tâm rồi, đã sớm hãm hại thầy trò bọn họ rồi, tự cho là đã thoát khỏi hãm hại trên thực tế đã bị vây trong hố mà không tự biết ra khỏi dược lư vô tâm vẫn chưa tin nhan bảo như là nội gian hoặc là trong lòng còn ấp ủ một tia may mắn gã là người như thế không giống với vài người khác trong lòng vẫn nguyện tin tưởng sự tốt đẹp nơi nàng ta đương nhiên cũng liên quan tới chuyện quỷ y chưa nói cho gã biết chân tướng gã vẫn quyết định tiếp tục tìm nhan bảo như nói không chừng là vì hiểu lầm gì đó thì sao vì vậy mới bắt chuyện với vô tướng và quách ngoan cùng nhau tìm lại một lượt trong dược cốc. Đợi sau khi tìm toàn bộ dược cốc, xác nhận thực sự không thấy nhan bảo như đâu nữa, nghiêm túc xác thực đã rời đi rồi, vô tâm chỉ cảm thấy thất vọng và mất mát, đã tin nhan bảo như đã chạy mất rồi. Bởi vì nhan bảo như cũng không thể vô duyên vô cơ không chào hỏi gì mà đã rời đi. Cũng vì vậy càng cảm nhận được lòng người hiểm ác, làm sao cũng không thể ngờ một người trung thành và tận tâm, tận tâm tận lực chăm sóc mình lâu như vậy lại là gian tế mà người khác phái tới. Chuyện này đã tàn phá góc tốt đẹp trong tâm hồn của gã, sau này đối với người khác sẽ thêm vài phần cẩn thận, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác được nữa. Chỉ có điều sự nghi hoặc kia vẫn tồn tại trong lòng gã, đang yên đang lành, sư phụ lại đi truy cứu việc này để làm gì. Lúc này nhiều hữu đạo xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ biệt lập trên biển rộng mênh mông. Trên đảo có một con tòa kỵ phi cầm nằm úp sấp vùi trên đá ngầm, đón gió quay đầu trải vuốt lông của chính mình. Vân cơ đã dịch dung đang đứng ở một bên, Bên cạnh còn có một nữ tử mặc áo tơ trắng, không phải ai khác, chính là Nhan Bảo Như sau khi bị quản chế pháp lực, đã bị Vân Cơ bắt lại, có nội gian là quách man ở đó, Nhan Bảo Như không nghi ngờ gì, đã đơn giản bị quách man dụ ra ngoài dược cốc, sau đó rơi vào tay Vân Cơ, bằng vào tu vi của Vân Cơ đương nhiên là không gây ra nhiều động tĩnh đã dễ dàng bắt lại được. Nhìn thấy như Hữu Đạo trở về, Vân Cơ hỏi một câu: "Thế nào rồi?" như Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, biểu thị chuyện đã làm xong rồi đi tới trước người nhan bảo như từ trên cao nhìn xuống suy nghĩ nên xử trí nữ nhân này như thế nào ngồi trên tảng đá nhan bảo như ngẩng đầu nhìn hắn hỏi các ngươi là ai ta đối mặt với nghiêu hữu đạo chợt khuôn mặt hơi căng thẳng còn người đột nhiên co lại chợt có vài phần hoảng sợ thất thanh nói nghiêu hữu đạo ngươi chưa chết nghiêu hữu đạo ngạc nhiên vân cơ cũng kinh ngạc nhìn về phía nghiêu hữu đạo đã dịch dung rồi làm sao lại bị nhan bảo như liếc mắt một cái đã nhìn ra được chuyện này không phải có vấn đề gì không thấy được ánh sáng đấy chứ. Bằng không nhan bảo như sao có thể dễ dàng nhận ra được. Thế này mà cũng có thể nhận ra, nhan bảo như quen thuộc nghiêu hữu đạo tới mức độ nào. Có phần mơ hồ, nghiêu hữu đạo phục hồi lại tinh thần, mỉm cười. Nghiêu hữu đạo nào, nhan bảo như không lên tiếng, cúi đầu, ánh mắt lóe lên, lại dường như đang tránh né gì đó. Nghiêu hữu đạo đột nhiên cảm thấy còn giả vờ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, nữ nhân này rõ ràng đã nhận ra hắn lúc này mói nói với giọng nói thật của mình. Thế này mà cũng có thể nhận ra, nhan bảo như, xem ra chuyện trong thiên đồ bí cảnh như mỗ để lại cho người ấn tượng khá sâu nhỉ. Đối phương thừa nhận, trong lòng nhan bảo như dâng lên vài phần tuyệt vọng, nàng ta vốn định giả vờ là nhận lầm, cảm thấy như vậy sẽ có thể cố thoát được một kiếp, đã hối hận khi gọi tên của đối phương, bây giờ chỉ có thể cắn răng đứng lên, bi phẫn nói. Như hiểu đạo, ta đã trốn đến tận đây rồi, người còn không chịu buông tha cho ta sao? Như hữu đạo hiểu, vị này còn cho là mình muốn tìm nàng là vì chuyện năm đó, không khỏi cười ha hả nói. Cô suy nghĩ nhiều rồi, cô còn không đáng để ta tốn nhiều công phu như vậy. Vốn dĩ không có ý định làm gì cô, nhưng cô lại đã nhận ra ta rồi, chuyện này lại làm khó cho ta. Đây tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn đứng ra gặp Quỷ Y, nói về một chuyện rất dễ làm quách man bị bại lộ. Thật ra bại lộ cũng không có gì, chắc rằng Quỷ Y cũng không dám động vào người của hắn, nhưng liên quan đến chuyện lớn như vậy, một khi có gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được, hắn không thể không để lại người quan sát bên quỷ y, nếu quỷ y có dị động thì hắn cũng sẽ nắm được đúng lúc. Chuyện này hắn tự thân xuất mã, bằng vào năng lực và thủ đoạn của hắn làm việc dễ như trở bàn tay, há có thể dễ dàng để lại chỗ hổng được. Nói trắng ra là, bắt người này chính là muốn hiểm hộ cho Quách Man, để Quách Man có thể tiếp tục nằm vùng ở bên cạnh quỷ y. Năm đó Quách Man không thể thành công ngăn cản nhan bảo như ở bên người vô tâm, Quách Man còn thỉnh cầu trợ lực hy vọng có thể tiến hành bổ cứu, là Ngưu Hữu đạo hắn nói cứ mặc nhan bảo như. Đối với việc ra khỏi thiên đồ bí cảnh, bằng vào thế lực và thực lực của hắn, một nhan bảo như đã không còn uy hiếp được hắn nữa, để lại nhan bảo như là bởi có dự định ngày nào đó sẽ lấy nhan bảo như ra gánh trách nhiệm cho Quách Man. Năm đó để lại cho sau này, phòng ngừa vạn nhất sẽ dùng, không ngờ thật sự có ngày phát huy được tác dụng. Nhan bảo như bi thống nói, Quách Man là người của ngươi. Chương 2221 cơ hội cuối cùng hai. Chuyện cho tới bây giờ mà không nhìn ra mình bị quách man lừa ra ngoài thì chẳng khác nào đứa ngu. như Hữu Đạo, đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Bản thân ta không thích đánh đánh giết giết, cũng không thích tùy ý giết người, nhất là loại mỹ nhân dáng vẻ không tệ như ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại gây khó khăn cho ta, ngươi nói đi, ta nên xử trí ngươi thế nào? Nếu không cho ta lý do ta có thể bỏ qua cho ngươi, ta đây chỉ có thể vứt ngươi xuống biển thôi. Như vứt một con kiến vậy. Nhan Bảo Như cắn môi, hỏi, làm thế nào ngươi mới bằng lòng tha cho ta? Như Hữu Đạo lạnh nhạt nói, cho ta một lý do để ta yên tâm. Nhan Bảo Như hỏi ngược lại, nói lời giữ lời, Như Hữu Đạo, ngươi cảm thấy ta có cần phải nói nhảm với ngươi sao? Hoàn toàn chính xác, Nhan Bảo Như trầm mặc một lúc, khó nhọc nói. Năm đó sở dĩ ta giúp đồng mạch còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, ta có con trai. Như Hữu đạo cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi còn có con trai. Theo ta được biết, ngươi không phải vẫn độc thân sao nhan bảo như ngươi cảm thấy ta sẽ không tìm được đàn ông sao như hữu đạo quan sát nàng ta một lượt cũng phải bằng vào tư sắc của ngươi cũng không thể thiếu đàn ông mới đúng còn tưởng ngươi không có hứng thú với đàn ông nữa nhan bảo như có nữ nhân nào không từng hoài xuân ta tuổi trẻ vô tri cũng từng kích động sau mới phát hiện tên đàn ông kia sở dĩ không muốn để lộ quan hệ giữa ta và hắn bởi vì bên ngoài hắn còn có nữ nhân khác dưới cơn nóng giận ta đã giết hắn rồi nhưng khi đó bụng ta đã lớn, chỉ chờ sinh, hài tử là vô tội. Nghiêu hữu đạo, đồng mạch bắt được con trai ngươi, nhan bảo như lắc đầu. Không phải, ta hành tẩu trong giới tu hành, không tránh được có kẻ thù, lúc đầu thực lực của ta cũng không đủ mạnh, vì sự an toàn của con ta nên đã lặng lẽ gửi con cho người khác nuôi. Sau đó hài tử lớn lên nhưng không có tư chất tu hành, chỉ có thể nhìn nó như một người bình thường, lấy vợ sinh con sống qua ngày. Trong thời kỳ loạn thế này, một gia đình phàm phu tục tử làm sao có thể sống sót được, trốn đi có thể xong được sao? Muốn sinh tồn trong thế tục, ta không tiện lộ diện, cần một người có quyền thế hỗ trợ chăm sóc, phó thác cho đồng mạch âm thầm chăm sóc. Đồng mạch chỉ biết đó là thân thích của ta, không biết là con của ta. Nghiêu hữu đạo cười ha hả nói, ban đầu ở thiên đô bí cảnh ép ngươi đến mức đó, ngươi lại vẫn không nói. Nhan bảo như, ngươi rõ ràng không chịu dễ dàng buông tha, nói đi là đi liền, ta cần lôi con của ta vào sao? nghiêu hữu đạo nhếch mi vậy tại sao bây giờ ngươi lại bằng lòng nói nhan bảo như quách man là người của ngươi nàng giúp nghiêu hữu đạo giả kia chắc là do ngươi sắp xếp người ta đồn ngươi đã chết ở thánh cảnh nhưng ngươi lại còn sống nói cách khác người chết kia là giả chuyện của vô tâm và thiệu liễu nhi ngay cả trước kia ta cũng không nhìn ra có gì bất thường quách man không thể không nhìn ra được ngươi chắc chắn đã nắm được bí mật của vô tâm và thiệu liễu nhi bắt thiệu liễu nhi làm thứ để áp chế chắc chắn không thoát khỏi liên quan với ngươi Nguyên sắc gặp chuyện không may ở Mao Lư Sơn Trang, người còn sống đã có thể nói rõ vấn đề. Gần đây cửu thánh liên tiếp gặp chuyện không may, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với ngươi. Lấy thế lực hiện tại của ngươi, cho dù giết ta cũng không cần thiết làm khó dễ người thân còn chưa gặp mặt của ta. Mặc dù ta không biết rõ sư đồ quỷ y cụ thể đã làm gì nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, ta có thể cảm giác được, bọn họ đã thân bất do kỷ, bị quấn vào phong ba đối kháng với cửu thánh rồi, một khi bọn họ gặp chuyện không may, ta là người của bọn họ cũng đừng mơ trốn được. Bây giờ ta đã hiểu, sư đồ quỷ y đã sớm bị người khống chế rồi, sinh tử của ta thật ra vẫn luôn bị người khống chế, có thể giữ ta đến nay đủ thấy số lượng người của người thế nào rồi. Thật ra nàng ta rất muốn nói, loại người như người thật là đáng sợ. Dứt lời, lại khủy một cái, quỳ trước mặt nghiêu hữu đạo, dập đầu trên mặt đất. Đạo ra, xin ngài dơ cao đánh khẽ, xin ngài cho ta một cơ hội, ta nguyện gia nhập vào thế lực của ngài, Nguyện làm nô tỳ, nguyện cống hiến cho ngài, xin cho ta một con đường sống, cái mạng này của ta từ nay trở đi sẽ là của ngài. Vì mạng sống, có thể nói đã không để ý tới mặt mũi nữa. Nàng biết rõ, đây là cơ hội được sống cuối cùng của nàng ta, nếu không nắm được thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ha ha, thật làm ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghiêu hiểu đạo nở cười, quay đầu nhìn về phía Vân Cơ. Những tình huống nàng nói về con trai mình, thử tra chút đi. Vân Cơ gật đầu coi như đã đồng ý, cưới ngựa hành tẩu trong giang hồ ân ân oán oán, thị thị phi phi, chỉ mong cái quỷ này của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Như Hữu Đạo cảm khái quay người lại, nhìn biển xanh vô biên xung quanh như nhìn nhìn thu vạn cổ, yếu ớt thở dài. Đi thôi, trên thảo nguyên, một trận chiến sự kịch liệt triển khai toàn diện, quân Tần phản bội tập kích, quân Tề cường thế phản kích, thiên quân vạn mã liều chết xung phong. Mắt thấy hai đội quân sắp xung đột chính diện, chợt như trời long đất lở, đại quân tề đang sung phong về phía trước như hồng thủy cuồn cuộn đột phá đại địa rồi chợt bị rơi vào trong một cái hố kỵ binh phía sau nhanh quá nên không kịp dừng lại bản thân quân tề đã kịch liệt xông tới làm cho toàn bộ quân tề nhất thời đại loạn giết dưới quân kỳ la chiếu rút kiếm giống lên phía trước kỵ binh đánh phía trước nhanh chóng xông ra đa phần nhân mã xông thẳng lên phía trước nhân dịp quân tề hỗn loạn khó có thể ngăn cản đâm nhiều đao nhọn sen vào trong quân tề Đa phần quân sĩ của quân tần khiêng bao tải vào tới nơi bị sụp ném hết bao tải đất xuống, nhanh chóng san bằng cái hố, tất cả đại quân vào tới, phối hợp với nhân mã trước đó đã vọt vào quân tề, xung phong liều chết. Đây là một cuộc chiến bị ép buộc, bất đắc dĩ, La Chiếu không muốn đánh, nhưng không có cách nào không đánh được. Cao phẩm của quân tấn cũng không muốn đánh, nhưng cũng không thể không đánh. Triều đình tấn quốc vừa mới bị gây áp lực, khí vân tông đã gây áp lực với triều đình. Xác thực mà nói, là tam thánh gây áp lực với khí vân tông. Ô thường còn may, nhưng đốc vô hư và lam đạo lâm đã mất sự kiên nhẫn, nhìn thế của quân tấn còn không biết sẽ kéo dài tới khi nào, dở cho quỷ gì vậy. Sau đó cường thế tạo áp lực, nếu nhị vị này không làm như vậy, ô thường cũng không có ý kiến gì, tạm thời nghe theo ti. Còn đối với hô diên vô hật, trận đánh này lại có chút không ngờ. Bởi vì chiến lược của cao phẩm đã rõ ràng, chính là muốn dưới tình huống không phải trả bất kỳ cái giá nào có thể kéo đổ tề quốc, Tấn quốc vừa không có gì buồn phiền vừa không nóng nảy gì, tại sao lại đột nhiên phát động tấn công toàn diện. Thật tình không biết cao phẩm cũng bất đắc dĩ, nhưng bên trên không cho phép ông ta tiếp tục kéo dài thêm nữa. Đối với việc phía trên tạo áp lực, mặc dù ông ta không chịu nổi nhưng cũng không vọng động, khi đẩy mạnh toàn diện đại quân lại theo dõi quân tần đã mất nửa cái mạng. Bởi vì ông ta âm thầm ra tay ác độc, lương thảo mà hơn 2 triệu nhân mã quân tần cướp đoạt tới gần như là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, quân tần muốn đầu hàng, Ông ta kiên quyết không chịu, làm cho quân Tần không thể không hoàn toàn lui về phía sau, bằng không kéo dài tới lúc toàn đại quân bụng đói kêu vang, hoàn toàn mất sạch chiến ý, một khi quân Tấn phát động công kích tất sẽ bị diệt toàn quân. Sau khi rút lui toàn bộ, quân Tần chỉ có thể chạy theo quân Tề, dọc theo con đường này, chạy rồi chạy, 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 cuối cùng lúc hội hợp với quân Tề, tổn thất nhân mã đã quá nửa, chỉ còn trăm vạn đại quân. Chương 2222, khí số đã tận Đối với lần này cho dù là hiểu Nguyệt các hay người cầm đầu là La Chiếu đều không có biện pháp gì, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhân mã không có cơm ăn, bọn họ lại không cung cấp được thì có thể làm được gì? Lương Thảo, Lương Thảo, dọc đường đi quân tần đều không ngừng phát tin tức cầu viện quân tề. Sau khi gặp mặt vừa mở miệng cũng là cầu xin chuyện này. Quân tề thật khó khăn, Hồ Diên vô hận cũng thật khó khăn. Đây rõ ràng là âm mưu của cao phẩm. xác thực mà nói là dương mưu. Hơi có chút kinh nghiệm chiến trường thông thường đều có thể nhìn ra đây là đang ép quân tần tới làm tiêu hao lương thảo của quân tề một phát đã phải lo cho cái ăn của trăm vạn người lượng lương thảo dự trữ hữu hạn trong tay quân tề cảm thấy áp lực gấp bội nhưng có thể làm gì được chứ trừ phi quân tề đại khai sát giới với minh hữu tiêu diệt sạch một triệu nhân mã đồng minh bằng không ngươi chỉ cần dám nói một câu không thể cho thì sẽ làm quân tần đang mù quáng không có gì là có thể không làm được đi quãng đường này là vì giải quyết cái đói ngay cả chiến mã cũng đã bị giết không ít nếu còn không cho ăn Hiểu Nguyệt Các và La Chiếu cũng không áp chế được, đối mặt với áp lực ở dưới chỉ có thể xếp hợp lý cấp lương cho quân khai chiến. Địa phương xung quanh đã bị nhân mã của hai nước càn quét một lượt rồi, dưới thủ đoạn của cao phẩm, địa phương xung quanh đã không còn gì có thể cướp được nữa, có thể có hiệu quả nhanh chóng với việc làm hao hụt đồn lương của quân tề. Hoặc là khai chiến với trăm vạn quân tần, hoặc là cấp lương, trừ hai biện pháp này ra thì không còn lựa chọn nào khác. Cái giá phải trả khi khai chiến với trăm vạn quân tần là quá lớn, đối mặt với dương mưu của cao phẩm, Hồ Diên vô hận làm gì cũng không phải, cuối cùng chỉ cung cấp lương thảo trong 5 ngày cho quân tần, tiếp theo duy trì luật cách một ngày tiếp tế một ngày. Ông ta cũng không thể bằng lòng đưa ra quá nhiều lương thảo cho quân tần. Chia phân nửa cho quân tần cũng không thể, nhân mã của quân tề nhiều hơn, là hơi tàn mà triều đình tề quốc muốn duy trì. Quân tần cũng không được lựa chọn, biết Hồ Diên vô hận đang lấy lương thực khống chế bọn họ, quyết định sau khi quan sát kỹ tình huống, một khi phát hiện có gì đó không bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cung cấp cho quân tần. Đây chỉ là lựa chọn tạm thời, bất đắc dĩ, lại bị cao phẩm lợi dụng sơ hở này để theo dõi. Đối mặt với phía trên tạo áp lực, mặc dù binh lực có ưu thế tuyệt đối đã nắm chắc phần thắng nhưng cao phẩm vẫn muốn cố gắng tránh việc đối kháng trực tiếp. Nếu bị hô diên vô hận đón đầu tấn công một phen không phải cảm giác gì tốt, đến mức độ này mà còn phải hao tổn lớn là điều không cần thiết. Lần này Cao Phẩm chủ động phái người liên lạc với quân tần, biểu thị nguyện ý chấp nhận nếu quân tần đầu hàng bên quân tần đương nhiên là vừa tức vừa bực trước đó đầu hàng các người không muốn bây giờ đã làm bọn ta thành như vậy lại tới nói đồng ý chấp nhận nếu bọn ta đầu hàng coi bọn ta là cái gì chứ cao phẩm làm sao có thể không biết bên đó buồn bực nhưng nếu dám ra tay tất phải có nơi dựa dẫm nếu không làm được chuyện này cũng không thể tự nhiên đi làm được khích bác ly gián lấy việc hiện nay quân tề keo kiệt lương thảo gây xích mích nói chiến sự vừa ra quân tề tất sẽ lấy quân tần làm cái khiên chống đỡ đồng thời uy bức lợi dụng trực tiếp thông báo, nếu quân tấn phát động thế tấn công toàn diện, quân tần người nghĩ thử xem có thể ngăn cản quân tiên phong của tấn quốc ta hay không. Hứa hẹn với hiểu nguyệt các, chỉ cần lúc này nguyện hàng, sau khi diệt tề, tấn quốc nguyện cho phép lấy địa bàn Ba Châu. Nếu không hàng, quân tấn cùng lắm thì đánh đổi thêm vài thứ, tất sẽ một lần hành động đánh bại quân tần, đến lúc đó hiểu nguyệt các sẽ không chiếm được cái gì hết. Trận chiến này cuối cùng ai thắng ai thua, nếu hiểu nguyệt các ngươi không ngủ đều có thể nhìn thấy rõ nên lựa chọn như thế nào, chính các người tự xem mà làm. Hiểu nguyệt các do dự, chuyện đã rõ ràng, một khi tấn quốc phát động tấn công toàn diệt, bên này có thể ngăn trong chốc lát lại không ngăn được lâu dài, nhưng kết quả của tam đại phái của nguyên vệ quốc chính là một vết xe đổ, sợ bị lợi dụng không công. Trước đây cố viễn đạt đến đánh tề kinh, Cao Phẩm cũng nói sẽ gấp rút tới tiếp viện, cuối cùng lại không điều được một người nào. Ngồi xem cố viễn đạt và tam đại phái của nguyên vệ quốc xong đời, có thể nói là lừa ba phái đến thảm. Cao phẩm thì cam đoan nếu quân tần không tin, đợi hành động của quân tấn rồi lại nói. Tình huống phía sau khiến quân tần kinh hãi, quân tấn thực sự được điều động, bỏ qua phòng tuyến, toàn diện xuất binh, hùng hổ vây kín tới. Còn bên hô diên vô hận lại xuất hiện phán đoán sai lầm, mọi người đều là người cầm đầu thống lĩnh thiên quân vạn mã. Hồ Diên vô hận nhận định Cao Phẩm không thể dưới tình huống nắm chắc phần thắng này còn bỏ ra cái giá lớn như vậy, Cao Phẩm não tàn còn tạm được. Cho rằng có bẫy, tưởng muốn dụ quân Tề Bôn Ba làm tăng tiêu hao của quân Tề. Hồ Diên Vô Hận đưa ra sách lược lấy bất biến ứng vạn biến, cho nên mới xuất hiện cục diện hỏng bét như hiện giờ. Đợi quân Tần đột nhiên phát động tập kích, Hồ Diên Vô Hận mới ý thức được không ổn, quân Tần dám động thủ vào lúc này tất là muốn phối hợp tác chiến với quân Tấn, bằng không nào dám, có nghĩa là lần này quân Tấn thật sự sẽ phát động tấn công toàn diện rồi. Quân Tần tấn công cũng ngoài dự liệu của Hồ Diên Vô Hận, trước đó quân Tần binh cường mã tráng, quân Tấn không lợi dụng để đánh quân Tề ngược lại sau khi đã tàn một nửa mới lợi dụng là có ý gì. Còn La Chiếu cũng không hổ là một đại danh tướng, hầu như lừa dối ngay dưới mí mắt của Hô Diên vô hận. Đổ lương thực mà quân tề cung cấp trong năm ngày ra âm thầm tiến hành làm việc dưới đất, lợi dụng bao tải lương thảo đặt trên đất mà âm thầm đào hố bên dưới nó. Trước đó gã cũng đã dự liệu một khi bên này phát động tập kích, kỵ binh quân tề có thể sẽ tấn công chấp nhoáng từ hướng nào đó, dự liệu cái hố ngầm này sẽ đối phó với kỵ binh sắc bén nhất của tề quốc. Đây cũng là nhiệm vụ chủ yếu nhất mà cao phẩm giao phó cho quân tần, cao phẩm kiêng kỳ quân kiêu kỵ của Hô Diên vô hận, biết một khi giao chiến toàn diện, quân kiêu kỵ sẽ tạo thành thương vong lớn cho quân tấn, cho nên mới hy vọng bên này không tiếc trả giá lớn dùng hết khả năng làm quân kiêu kỵ bị trọng thương. Mà sau khi quân tần vừa công kích bất ngờ, Hô Diên vô hận không thể nào để cánh bên tồn tại uy hiếp to lớn như vậy, trước khi giao thủ toàn diện với quân tấn tất sẽ nhanh chóng diệt trừ hậu hoạn này, nhanh chóng triệu tập đại quân phản công vì vậy xuất hiện cảnh tượng thê thảm trời long đất lở trước mặt. Rút lui, chủ tướng phụ trách tấn công của quân tề cao giọng hô to. Trong tiếng chém giết sung trời, nhân mã quân tề nhanh chóng lui lại phía sau. Mà dưới mặt đất, quân tề lui về hướng ẩn núp, tu sĩ quân tần nhận được chỉ lệnh, lúc này mới đẩy đổ cột gỗ trống trong hầm. Trên mặt đất nhân mã la liệt, không có sức lực mang vác nữa, sau khi rút lui về phía sau thì nhất thời sụp ra một cái hố sâu, vây đa phần kỵ binh ở trong một cái hố biệt lập, nhân mã đưa đẩy nhau có người nhảy xuống khỏi chiến mã nhảy xuống đất bò lên thành hố bắn cung gầm một tiếng bên quân tần cung tiễn thủ lập tức bắn ra ở gần đó lại là đại quân thừa cơ xông qua tàn sát tốt la chiếu không phụ danh tướng có thể ngay dưới mí mắt của giám thị quân tề thực hiện chiêu này hồ diên vô hận quả thật là khí số đã tận rồi được biết quân kiêu kỵ của quân tần bị thương nặng sau khi mạnh mẽ đả kích tinh thần của quân tề trong quân trướng cao phẩm có thể nói là vô án tán dương lúc này hạ lệnh đại quân đốc hết tốc lực tiến về phía trước, cũng truyền lệnh trọng thưởng cho những người đứng đầu sắp xếp hợp lý quân xung phong tấn công toàn diện. chương 2223, người nào không nghe lời, ta liền diệt người đó. Một, ông ta không thể để cho Hô Diên vô hận tiêu diệt quân tần được, phải để lại cây đao là quân tần để uy hiếp cánh của quân tề, cũng có thể giữ chân được đa phần quân tề cho quân tấn. Còn trong quân trướng của quân tề lại là bầu không khí nghiêm trọng, đứng ở xoái vị, dâu của Hô Diên vô hận rắn bệch hơn nửa, hai gò má căng thẳng. Có một đám người đang quỳ trước án nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Đây là người được phái đi hàng ngày sang bên Quân Tần phụ trách giám thị động tính của Quân Tần. Quân Tần lại dám ở ngay dưới mí mắt của Quân Tề làm ra chuyện lừa dối như vậy, những người này lại không phát hiện ra chút nào dẫn tới quân kiêu kỳ tổn thất nặng nề. Đây không phải lơ là nhiệm vụ thì là cái gì? Một đám người cất tiếng đau buồn lên án Quân Tần gian trá, đau đớn thuật lại sự âm hiểm của La Chiếu. Cũng không biết Hồ Diên vô hận có nghe được hay không nói chung hô diên vô hận lạnh lùng nói một chữ chảm quân sĩ nhảy vào như lang như hổ kéo một đám người ra ngoài một tên thủ hạ tâm phúc của hô diên vô hận trong đó lớn tiếng la lên thượng tướng quân thượng tướng quân không thể làm hô diên vô hận hồi tâm chuyển ý trong nháy mắt một đám người quỳ trong trướng ở bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng phập phập gần trăm cái đầu người đã rơi xuống đất đầu những người này không thể xua tan bầu không khí trầm trọng bao phủ trong lòng toàn quân tề thất lợi trên chiến trường cũng khiến bầu không khí trầm trọng tràn ngập toàn triều đình tề quốc. Khí vân tông, hắc thạch vội vã tới, nhanh chóng thông báo tin chiến thắng của quân tấn với ô thường. Bên trong các, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ô thường không có chút phản ứng nào, trầm tĩnh như pho tượng. Hắc thạch tiếp tục bẩm báo tình huống khác, bên ma giáo, triệu hùng ca có phản ứng, trốn trong phòng mưu đồ bí mật với nam thiên vô phương gần nửa ngày. Sau đó Nam Thiên vô phương âm thầm lặng lẽ bố trí cái gì đó, căn cứ vào một số dấu hiệu để phán đoán thì dường như muốn đưa người nào đó vào thánh cảnh. ô thường bỗng nhiên trợn mắt đưa người hắc thạch không biết đưa người nào. ô thường có liên quan tới triệu hùng ca. hắc thạch sau khi mưu đổ bí mật với triệu hùng ca nam thiên vô phương mới có phản ứng chắc là có liên quan tới triệu hùng ca. ô thường tình huống trước mắt trong thánh cảnh đưa người nào vào có ý nghĩa sao? cho dù đánh vào trong mỗi thánh địa cũng không có bất cứ tác dụng gì. triệu hùng ca Mắt chợt sáng lên, lẽ nào có liên quan tới hoang trạch tử địa? Hắc Thạch gật đầu, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ hoang trạch tử địa, ở thời kỳ như thế này thật sự là không nghĩ ra việc mạo hiểm đưa một người vào có ý nghĩa gì. Ô thường, bố trí cạm bẫy, theo dõi sát là được rồi, tiến hành xác nhận, đừng nên đánh rắn động cỏ. Được, Hắc Thạch đồng ý sau đó lại nịnh bợ một trận, nói cái gì mà may mắn thánh tôn dự đoán chuẩn xác, hiện tại mới khiến bên này chiếm được tiên cơ bằng không có một số việc khó có thể nhìn ra manh mối gì. Trong mật thất, Nghiêu Hiếu Đạo cầm mật thư trong tay, đi lại, trầm mặc suy nghĩ. Tin tức của giả vô quần đến rồi, báo phán đoán của bên kia cho hắn, khống chế vạn thú môn, thiên hành tông, linh tông chỉ là thủ thuật che mắt, mục đích thực sự của Tam Thánh là muốn khống chế khí vân tông, ý đồ lợi dụng nước tấn tảo bình thiên hạ, trọng tố kết cục của thiên hạ. Lữ vô song nói, phán đoán của giả vô quần hẳn là không sai được, chuyện này đối với Tam Thánh chính xác là một biện pháp tốt cho dù chúng ta có thể gánh vác được hay không, đây cũng là biện pháp trọng tố thiên hạ tốt nhất. Đầu tiên là có thể tiêu hao số lượng lớn tu sĩ, khiến thực lực của các thế lực trong thiên hạ giảm mạnh, thực lực giảm mạnh, mọi người trong thiên hạ cũng sẽ thành thật hơn không ít, có thể giảm sức ép cho việc khống chế phía sau. Thứ hai là một lần nữa nắm giữ quyền phân chia lợi ích trong thiên hạ, những kẻ hám lợi tất sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Nghiêu hiểu đạo không biết có nghe được hay không, sau khi hơi hít mắt thì thì thầm một tiếng. Hiểu nguyệt các lại ngả về phía tấn quốc. Lữ vô song cười, trên chiến trường ấy mà, người ngả về phía ta, ta quay lưng với ngươi không phải là chuyện rất bình thường sao? Nghiêu hữu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta vốn tưởng tấn quốc sẽ thu thập bọn họ, bây giờ xem ra mạng rất lớn đó. Lữ vô song vô cùng kinh ngạc, có ý gì, Nghiêu hữu đạo quay đầu lại nói, liên hệ với vương gia, bảo vương gia sắp xếp một chút, ta muốn gặp mặt bọn họ. Bọn họ, vân cơ ghi nhớ, gật đầu, bước nhanh rời đi. Khoảng chừng một lúc lâu sau, hai đầu địa đạo thông suốt đều có người như hữu đạo đã tới mật thất thương triều tông mông sơn minh và lam nhược đình đều đã tới trước một bước để chờ sau khi gặp mặt thì cùng chắp tay hành lễ đạo gia như hữu đạo khoát tay áo ý bảo không cần đa lễ cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi chiến sự phía tây xuất hiện khúc ngoặt theo cái nhìn của nhóm các người kết quả sẽ như thế nào thương triều tông ta đã phân tích qua với mông soái rồi tề quốc diệt phong chỉ trong sớm tối tề quốc không gánh nổi nữa lúc nào cũng sẽ có thể tan vỡ nghiêu hữu đạo ồ một tiếng nhìn về phía mông sơn minh dường như coi trọng ý kiến của mông sơn minh hơn nhanh vậy sao lúc này mông sơn minh nói tiếp một trận đánh này thật sự là tới quá đột ngột theo lý thuyết cao phẩm chỉ huy tấn quân căn bản không cần thiết phải làm như vậy cho dù tế quốc không được dù sao hô diên vô hận còn quyết chống đỡ cho quân tề cao phẩm cứng rắn thì thắng là điều đương nhiên nhưng muốn cứng rắn thì tất sẽ phải trả một cái giá không nhỏ Chuyện này không phù hợp với phong cách đánh ổn định của cao phẩm, cũng thật sự không hợp lý, thân là thống soái của một quân, đổi lại cho dù là ai có thể ung dung thắng đều không cần phải trả một cái giá lớn như vậy để thắng thảm, nhất là cao phẩm đã từng bước ép quân tề tới mức này thì càng không cần thiết. Đừng nói là hô diên vô hận không nghĩ tới cao phẩm sẽ làm như vậy, lão phu cũng không nghĩ tới chuyện đó, đổi lại là ta chỉ sợ cũng sẽ nói vậy. Còn cao phẩm làm vậy cũng chính xác là đánh cho hô diên vô hận trở tay không kịp, Khiến chiến lược bố trí của Hồ Diên Vô Hận xuất hiện sai lầm cực lớn. Quân Tề gặp phải tình huống này đã sớm làm chấn động lòng người, nếu không có Hồ Diên Vô Hận chống đỡ chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cố Tình lại ở nơi này, kiều Kỳ quân mà Hồ Diên Vô Hận dựa vào lại bị trọng thương, ảnh hưởng chí mạng tới quân tâm sĩ khí. Uy tín của Hồ Diên Vô Hận mặc dù còn đó nhưng lòng người khác nhau cũng không phải ai cũng đều có ý chí kiên quyết. Phía sau có cây đao là Quân Tần, chính diện lại có Quân Tấn hùng hổ mà tới dưới áp lực như vậy chỉ sợ nội bộ của tề quân sẽ lần lượt xuất hiện tình huống đi theo địch cho nên quân tề không kiên trì được bao lâu lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống binh bại như núi đổ nghiêu hữu đạo hỏi không có khả năng vãn hồi sao mông sơn minh cũng không phải hoàn toàn không thể nhưng thực lực của tấn quân đã có thế gần như chèn ép quân tề quân tề lại không có lực tiếp tục nữa giao phong chính diện mà muốn thắng là không thể nào từ phi hô diên vô hận có thể xảo diệu lợi dụng đánh ra mấy trận thắng đột nhiên nghịch chuyển tình hình chiến đấu của song phương, nhưng phong cách tác chiến hiện nay của cao phẩm đặc biệt cẩn thận, lại thêm tay mang thế chèn ép, đao tất thắng trong tay há lại dễ dàng trúng kế, dành cho Hồ Diên vô hận cơ hội chiến thắng. Nghiêu hữu đạo nói cách khác, Hồ Diên vô hận nhất định phải thua. Mông Sơn Minh gật đầu, nếu không xuất hiện ngoài ý muốn chỉ có thể là kết quả này, hơn nữa kết quả này sẽ tới rất nhanh, e rằng chỉ là chuyện đột nhiên mà thôi. Trường 2224, người nào không nghe lời, ta liền diệt người đó. Hai, tiện đà thở dài một tiếng, chiến cuộc đột nhiên biến thành như vậy, cao phẩm không tiếc trả giá lớn cũng muốn cường công, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngưu hữu đạo, không có gì kỳ quái cả, đây cũng không phải ý của cao phẩm và triều đình tấn quốc, thậm chí không phải là ý của khí vân tông, mà là áp lực của tam thánh phía sau lưng. Ba người nghe vậy nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, sắc mặt của thương triều tông nghiêm trọng nói. Tam thánh tự mình tham gia chiến sự sao? Nghiêu hữu đạo xua tay, vương gia không cần lo lắng, cửu thánh đã mất đi sáu người, đều là do bên chúng ta làm, vốn dĩ là một tay ta thúc đẩy. Thế lực trên tay tam thánh đã không đủ để khống chế thiên hạ nữa, lúc này mới tham gia lợi dụng tân quốc. Nói cách khác, tam thánh đã không ổn nữa rồi. Bây giờ mặc dù chúng ta ẩn thân không lộ diện nhưng luận thế lực trong giới tu hành, chúng ta mới thật sự là đệ nhất thiên hạ, tam thánh đã không bằng chúng ta nữa rồi sở dĩ chúng ta ẩn thân không lộ diện chỉ vì lực uy hiếp của cá nhân tam thánh còn đó vẫn có thể triệu tập một nhóm người cống hiến chúng ta đã chuẩn bị thực lực hùng mạnh để quyết chiến chính diện với tam thánh rồi nhưng thực lực cá nhân của tam thánh không thể khinh thường trước khi nắm chắc tuyệt đối chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ sau khi động thủ một khi làm cho một trong số đó chạy được sẽ để lại hậu họa vô cùng mà rất có thể sẽ xuất hiện tình huống đó bọn người kia am hiểu nhất là chạy trốn vì vậy không thể nóng vội cần từ từ làm việc vì vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chắc chắn phải đoạn tuyệt hậu hỏa. Lần này nói là lần đầu hắn nói rõ ràng cho đám thương triều thông biết, cũng báo rõ cho bên này biết thực lực của mình đã cường đại đến mức nào rồi. Ba người thương triều tông nghe vậy thì trở nên phấn chấn, có thể nói là không ngừng hưng phấn, không ngờ tới, thực sự không ngờ, thì ra chỗ dựa sau lưng bọn họ đã vững chắc tới mức trở thành thế lực lớn số một trong giới tu hành rồi. Trong lòng ba người cảm khái không ngừng, nếu là trước đây sao có thể nghĩ tới có ngày này được, lúc này mới được bao nhiêu năm không ngờ thế cục đã tới mức độ này rồi cổ vũ sĩ khí một phen sau khi củng cố lòng tin như hữu đạo tiếp tục nói lần này ta tới là muốn hỏi vương gia và mông soái có thể có biện pháp kéo hiểu nguyệt các sang bên chúng ta không ba người lần nữa nhìn nhau không biết nói thế có ý gì thương triều tông nghi ngờ nói thực lực của hiểu nguyệt các bị hao tổn không quá lớn coi như còn hoàn chỉnh nếu kéo tới phía chúng ta theo như dã tâm của bọn họ chỉ sợ tử kim động sẽ kiêng kỵ Nghiêu hữu đảo, không cần lo bên tử kim động, cứ phối hợp là được. Mông Sơn Minh, nếu nói như vậy, chỉ cần hứa cho lợi ích thì sẽ làm được thôi. Chỉ là nhân mã của Tần Quốc nhất định không có biện pháp mang tới đây được, Tần Quốc gắt gao khống chế Tây Bình Quan, không thể nào cho đi được. Nghiêu hữu đảo, nhân mã của Tần Quốc ta không để bụng, ta chỉ hỏi có thể xác thực nắm chắc việc kéo toàn bộ hiểu nguyệt các qua đây hay không thôi. Mông Sơn Minh, vậy không thành vấn đề. Hiểu Nguyệt các hiện giờ đã cùng đường rồi nên mới đầu quân cho Tấn Quốc, Tấn Quốc cho phép lấy địa bàn của Ba Châu, nếu vương gia phái người liên hệ, cho phép lấy địa bàn của Bốn Châu, Hiểu Nguyệt các tất sẽ đứng về phía chúng ta. Bởi vì Hiểu Nguyệt các biết rõ, sau khi diệt tề quốc, Tấn Quốc sẽ không để bọn họ được tự tại, nhất định sẽ coi bọn họ như lưỡi đao dùng trong chiến sự, Hiểu Nguyệt các chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nếu vương gia đã đưa ra một con đường, từ những chuyện đã qua có thể nhìn ra, Hiểu Nguyệt Các từ sau khi Ngọc Thương chết đều là hạng người có tầm mắt thiển cận, có lẽ là nội bộ khó bình, lấy lợi làm đầu, cân nhắc quyền lợi chắc chắn sẽ là điều đầu tiên bọn chúng nghĩ tới. Nghiêu Hữu đảo, được, vương ra mau chóng dụ người tới đi, sau khi dụ người tới thì mai phục, giết hết cho ta. Tàn sát, ba người còn tưởng mình nghe lầm, phí hết tâm tư đưa người tới chính là vì muốn tiêu diệt. Phân cơ đi cùng đang ở một bên cũng ngạc nhiên, lúc này lại hạ độc thủ với Hiểu Nguyệt Các. Thương Triều Tông không khỏi nghi vấn, đạo gia có ý là dụ bọn họ tới một lưới bắt hết nghiêu hữu đạo không sai một lưới bắt hết cần lực lượng tu sĩ phối hợp thì có thể liên hệ với vân cơ bên ta sẽ tự phối hợp sau khi được xác nhận ba người nhìn nhau lam nhược đình chắp tay nói đạo gia tại hạ có thể hỏi một câu hay không chuyện này là vì sao không hỏi rõ không được thật sự là việc này quá mức ảnh hưởng tu sĩ xin gia nhập lại diệt môn người ta về sau để người khác nghĩ như thế nào nghiêu hữu đạo căn bản ta không có ý định tha cho bọn họ, năm đó bọn họ phân tán ra ẩn thân trong các, ta không làm gì được bọn họ, nếu bản thân chúng tự mình xông ra muốn chết, ta cũng không cần khách khí. Cuộc quyết chiến giữa ta và Tam Thánh đã sắp tới rồi, thắng bại cuối cùng thế nào khó liệu, nhỡ đâu ta thua, há lại có thể tha cho bọn chúng sống tới cuối cùng. Việc này cần nhanh chóng, thời gian của ta còn lại không nhiều, ta không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Ba người có phần không hiểu vị này tại sao lại có sát khí lớn vậy với hiểu nguyệt các, lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có điều ba người đã hiểu, nhất định phải làm hiểu nguyệt các chết trước mới được. Nếu vị này cố ý như vậy, ba người cũng không dám nghịch lại, sau khi trao đổi ánh mắt, thương triều tông chắp tay nói. Được, trở về lập tức bắt tay vào bố trí việc này. Nghiêu hiểu đạo ừ, lại nói tiếp, ý đồ của Tam Thánh là lợi dụng nước tấn tảo bình thiên hạ, trọng tố bố cục thiên hạ. Bên chúng ta nên chuẩn bị, sau khi tiêu diệt hiểu nguyệt các, vương gia có thể đăng cơ ngôi vị hoàng đế của Yến quốc rồi, nắm giữ thực lực hiệu lệnh trên dưới Yến quốc mới có thực lực chống lại tấn quốc được. Ta và Tam Thánh quyết chiến e rằng không phải ngay lúc đó, nhưng chuẩn bị sẵn trước luôn không thừa, tránh việc tới lúc đó có người cản trở. Có ý là không để cho thương triều tông phí công, có ý là làm xong chuyện hiểu nguyệt các liền được làm hoàng đế Yến quốc. Lời này vừa nói ra lần nữa làm ba người chấn động không nhỏ. Nhất là thương triều tông, Mặc dù trước đó Ngưu Hữu Đạo đã nói trước nhưng khi ngày này thực sự tới, gã không khỏi cảm thấy cảm xúc dâng trào. Mông Sơn Minh sau khi nhìn phản ứng của Thương Triều Tông, thấy gã trong chốc lát cũng không biết nên nói tiếp như thế nào thì lúc này mới tạt chậu nước lạnh. Đạo gia, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn Há có thể bằng lòng. Ngưu Hữu Đạo, chuyện này các người không cần lo lắng, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không đáng lo ngại, ta bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ không được đi hướng tây, người nào không nghe lời, ta liền diệt người đó nói chung giới tu hành và các thế lực thế tục khắp yến quốc đều sẽ giúp đỡ vương gia lên chức trong lời nói mơ hồ tỏa ra khí phách nói rõ việc này ván đã đóng thuyền rồi cũng đều biết vị đạo gia này từ trước đến nay sẽ không nói lời vô nghĩa với bọn họ thương triều tông lại kích động muốn chắp tay cảm tạ ai ngờ lam nhược đình lại dội một chậu nước lạnh chắp tay nói đạo gia thứ cho ta nói thẳng lúc này không phải cơ hội tốt để vương gia lên ngôi hoàng đế xin tạm hoãn lại nghe thấy lời ấy trong lòng thương chiều tông hơi buồn bực, không biết Lam Nhược Đình có ý gì, một cơ hội tốt có thể khống chế Yến Quốc như vậy há có thể để vượt mất. Nếu không phải tín nhiệm, sợ là nhịn không được sẽ hoài nghi rốt cuộc Lam Nhược Đình đứng bên nào. Nghiêu Hữu đạo cũng có chút ngoài ý muốn, ồ một tiếng. Lời ấy của Lam Tiên sinh hẳn là không phải không có mục đích, không biết là nên lý giải thế nào. chương 2225, Quỷ Y vào Thánh Cảnh. Không dám, Lam Nhược Đình chắp tay cung kính không người, ngược lại đối mặt với thương triều tông chắp tay nói vương gia như đạo gia nói bây giờ là thời điểm đại chiến sắp tới nếu lúc này vương gia lên ngôi hoàng đế nước lên thì thuyền lên chư viên bên dưới vương gia há có thể không tấn chức được dưới trướng của vương gia sẽ không đầu quân cho thế lực khác hay sao tướng sĩ dưới trướng của vương gia há có thể cam tâm lúc này nếu tấn chức sẽ làm cho các phe phái thế lực khác của yến quốc thấy thế nào bọn họ nên lựa chọn thế nào há lại có thể làm hợp ý của tất cả mọi người nếu lúc này không thể làm hài lòng mọi người đại chiến sắp tới tất sẽ sinh mầm tai vạ dễ bị quân địch nhân cơ hội lợi dụng vương gia lúc này xương đế thế lực mới thế lực cũ ghép vào nhau thế nào tất sẽ thành vấn đề lớn một khi bằng mặt không bằng lòng liên tiếp cản trở làm chiến sự bất lợi lúc này kỳ thực không nên đăng cơ có xương đế hay không không phải then chốt mấu chốt là phải nắm giữ quyền lực ở yến quốc thuộc hạ cho rằng lúc này không nên xương đế không ngại thì tạm chiếm quyền khống chế quân chính, khống chế quyền lực trên dưới yến quốc, có thể tự phong là nhiếp chính vương. Sau khi làm nhiếp chính vương, chuyện gì cũng có thể tiến thối như thường, có thể tạm ổn định cục diện hiện nay, lại có thể đưa ra quân lệnh, vừa có thể tránh được phiền phức sau khi xưng đế, có một số việc có thể dùng không phải đế vương không thể vượt qua đế bảo mà chối từ được. Sau khi làm nhiếp chính vương, nắm giữ đại quyền của yến quốc, trên dưới yến quốc há có thể không biết việc Vương gia đăng cơ là chuyện sớm muộn mà thôi từ đó có thể ổn định lòng người lại không đến mức bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà cản trở lẫn nhau. Thế lực mới thế lực cũ đã biết vương gia sớm muộn cũng sẽ thành quân vương của Yến quốc, vì mưu tiền đồ, vì đảm bảo vinh hoa phú quý, tất sẽ ra sức thể hiện trước mặt vương gia. Vương gia còn cần cho mọi người một cơ hội tranh thủ, không thể vội vàng kết luận, âm thầm không ngại tỏ ra tán thưởng với mọi người, mọi người tất sẽ phân chấn tranh thủ. Làm như vậy vừa có thể bớt đi phiền phức, còn có thể dùng được lòng người, có thể trên dưới một lòng đề phòng chiến sự, trên dưới hợp sức, thống trị nội chính sau này cũng không cần lo lắng. Có chỗ chống luận công ban thưởng cũng sẽ tạm gác lại, vương gia có thời gian chậm rãi quan sát khắp nơi, có thời gian chậm rãi liên kết, không tới mức vội vàng đại loạn gây tai họa. Đợi đến sau khi đại cục đã định, hoặc cách chức hoặc thăng chức, vương gia quyết đoán tiếp cũng không muộn, có bất bình gì cũng nằm trong khống chế của vương gia, không phải sợ đại loạn xuất hiện. Vương gia, Lam Nhược Đình khẩn cầu vương gia tạm đừng xưng đế, tạm tự phong là nhiếp chính vương. Mông Sơn Minh nghe xong giơ tay lên vuốt râu, chậm rãi gật đầu nói. Đây thực sự là lời tâm huyết, là do Lam Nhược Đình vì quốc gia nên mới nói vậy. Đây là thể hiện thái độ tán thành, thương Triều Tông cũng không phải người không biết nặng nhẹ, lợi và hại đã phân tích rõ ràng như vậy, làm sao có thể không nghe lời khuyên can này được. Hơn nữa, cũng không phải là bỏ qua quyền lực, chỉ là từ từ xưng đế mà thôi, trở thành nhiếp chính vương cũng không khác việc nắm hoàng quyền yến quốc trong tay, không khác biệt gì lớn, lúc này mới quả đoán nói ra một chữ, được ánh mắt lại nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo không biết vị này còn ý kiến gì khác hay không Ngưu Hữu Đạo nhìn Lam Nhược Đình thêm một lần phát hiện trong chuyện này quả nhiên vẫn là người như thế Am hiểu nhất chấp nhận nghe lời chỉ bảo cười nói nghe Đại danh Ninh Vương mưu sĩ lạc thiếu phu đã lâu hôm nay gặp được cao đồ của lạc thiếu phu mới biết lạc thiếu phu danh bất hư truyền trong lòng lẩm bẩm một câu chuyện người vạn nha tướng chắc chắn không thoát khỏi liên quan với lạc thiếu phu nếu không Lam Nhược Đình thỉnh thoảng nghe được chuyện về 10 vạn nha tướng từ Lạc Hiếu Phu là như thế nào. Không thể nào là trùng hợp được, Lạc Hiếu Phu chắc chắn có tham gia mưu đồ, chỉ là không phải chủ mưu mà thôi. Hắn có thể khẳng định, Đông Quách Hạo Nhiên không có kẻ cầm đầu, bằng không Thượng Thanh Tông cũng không thể từng bước suy bại được. Còn như Ninh Vương, phía sau hắn cũng có biết, chiến tranh trên chiến trường tạm được, thủ đoạn âm quỷ có quá nhiều. Cân nhắc người quan trong bên cạnh Ninh Vương, nhìn tới nhìn lui, Lạc Hiếu Phu có hiểm nghi lớn nhất. Chỉ có điều thái độ này xem như đã chấp nhận ý của Lam Nhược Đình rồi, lúc này Lam Nhược Đình khiêm cung đáp lễ, thể hiện thay mặt lão sư cảm ơn. Được rồi, cứ như vậy đi, như Hữu Đạo đi tới bên cạnh Thương Triều Tông, giơ tay vỗ vai gã một cái. Ninh Vương để lại một thành viên nòng cốt cho người đó. Từ từ xương đế thì từ từ xương đế vậy, không cần nóng lòng, nếu cuộc quyết chiến của ta và Tam Thánh thắng lợi, đâu chỉ có một yến quốc này, toàn bộ thiên hạ đều sẽ là của ngươi dường như có ý làm người ta rất được lợi dứt lời xoay người đi vân cơ gật đầu chào ba người sau đó liền xoay người rời đi theo ba người chắp tay đưa tiến sau khi thả tay xuống đều nhìn nhau cũng không biết lời nói mới rồi của ngưu hữu đạo là thuận miệng nói hay là nói đùa mấu chốt là vị này cũng không cần gì phải nói đùa với bọn họ rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều đó nhất là thương triều tông cả người như đang mơ toàn bộ thiên hạ đều là của ta vương gia tiếng gọi của mông sơn minh vang lên khẽ lắc đầu với gã, ý bảo thái độ của gã rụt rè một chút. Cũng là đang nhắc nhở thương triều tông, đạo gia là người thâm tàng bất lộ, cũng không có ai biết cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì, nếu thể hiện ra thái độ thật sẽ chỉ khiến người ta coi thường, không phải là chuyện tốt gì, người ta có thể cho người cũng có thể lấy đi. Thương triều tông tỉnh táo nghiêm chỉnh lại một chút, phát hiện mình đích thực là có chút thất thố, nhưng mấu chốt là liên tiếp có bánh mì rơi xuống đầu, cho dù là ai cũng khó mà tiếp nhận được, muốn không thất thố cũng khó. Sư tôn muốn đi đâu, trọng địa dược cốc ở hải đảo trong dược lư vô tâm cung kính hỏi quỷ y vừa thay y phục bình thường dịch dung vừa than thở đừng nên hỏi nhiều ta đi ra ngoài mấy ngày rồi sẽ trở về các người cứ che giấu nếu có người hỏi thì nói ta đang ở trong dược lư chế dược không cho phép người khác quấy rối tất cả đợi ta trở lại rồi hãng nói vô tâm lo lắng không thì để sư đệ bồi ngài đi bằng vào tu vi của sư đệ cũng có thể chăm sóc được ngài vô tướng ở một bên gật đầu đúng đó sư tôn lần này quỷ y hiếm thấy muốn một thân một mình rời đi hai sư huynh đệ xác thực là lo lắng quỷ y có phần nổi giận ta nói hai sư huynh đệ các ngươi đừng có làm loạn thêm cho ta được không hả lão phu sợ các ngươi rồi ta nói cái gì các ngươi đàng hoàng nghe theo có được không tiếp tục bị các người giày vò như vậy ta sớm muộn gì cũng sẽ bị các người hại chết người ta nhận đồ đệ để hưởng phúc lão phu lại như nợ nần các người từ kiếp trước vậy lẽ nào lại có cái lý ấy Hai sư huynh đệ đều cảm thấy ngượng ngùng, Quỷ Y lại lần nữa nói: "Còn nữa, chuyện ta giao phó, nếu có người hỏi, cứ nói như vậy, hiểu chưa?" "Vâng." Hai sư huynh đệ cùng đồng thanh đồng ý. Sau khi dịch dung xong, Quỷ Y cầm đỉnh giống y hệt vô tướng mang lên đầu, lúc này đã biến thành vô tướng thứ hai. Chuyện nên giao phó đều đã nói rõ ràng, Quỷ Y liền một mình ra cửa, đi tới cạnh biển, nhân dịp không có người chú ý liền độn vào nước, rời đi. Vô tướng thật ở trong dược lư liền tạm thời ở lại bên trong, bằng không người thật người giả trước sau xuất hiện, muốn không khiến người ta hoài nghi cũng khó. Sau đó vô tâm và quách man ra ngoài, vội vàng đi làm việc. Thừa dịp không có ai, quách man cũng tới cạnh biển, lúc tìm kiếm hải sản làm thức ăn, một yêu tu hiện hình quái ngư bơi tới chân nàng, một cành trúc bít kín trong tay nàng chuyển qua quái ngư. Quái ngư cắn đổ vào miệng, nhanh chóng bơi đi, chương 2226, bại lộ 1. Quái ngư liên hệ có lai lịch ra sao nàng cũng không rõ, chỉ biết là do bên Mao Lư Sơn Trang sắp xếp, có tin tức gì cần trao đổi đều thông qua quái ngư này. Nàng cũng có thể cảm giác được thế lực của Mao Lư Sơn Trang khổng lồ, cho dù nàng đi tới đâu, chỉ cần trước đó đã cung cấp đường đi, chỉ cần có cần gì, lúc nào cũng sẽ có người liên hệ với nàng. Trong mật thất Nam Châu, trong tay Nghiu Hữu đạo cầm thư mà Quách Man đưa tới. Quách Man báo rằng quỷ y đã ngầm xuất phát rồi, cầm mật thư trong tay, chắp tay ra sau lưng nhìn chầm chầm bản đồ thánh cảnh, thần sắc của Ngưu Hữu Đạo có vài phần nghiêm trọng. Lúc này, quỷ y thay hình đổi dạng cũng đã xuất hiện ở cửa ra vào của thánh cảnh, trong lòng thấp thỏm, ít nhiều có chút căng thẳng. Khi nhìn thấy người liên lạc với ông ta, ít nhiều có chút giật mình, ấy vậy mà lại là trưởng đà ma giáo hiện giờ, tả sứ Nam Thiên Vô Phương, mới biết thì ra Nam Thiên Vô Phương cũng là một người trong thế lực đang âm thầm đối kháng với cửu thánh. Chuyện này đã làm ngay dưới mí mắt của ô thường rồi, làm sao có thể không thầm kinh hãi được. Đối với Ma giáo, ông ta cũng không xa lạ gì, ông ta đã từng có quan hệ thân thiết với thánh nữ của Ma giáo. Mà người của Ma giáo xuất nhập thánh cảnh như bình thường, bởi vì quan hệ với Ô Thường, cũng là bởi vì Ma giáo đã cung cấp những thứ cần thiết cho Ô Thường trong một thời gian dài rồi. Chỉ có điều lần này người dẫn đội dường như có vẻ đặc biệt hơn chút, do Nam Thiên vô phương tự mình dẫn đội, đương nhiên cũng là vì cam đoan có thể thuận lợi đưa quỷ y vào trong thánh cảnh. Không có bất kỳ kiểm soát nào, Người trông coi ở đây không quen mặt hết người của Ma giáo, thêm nữa có giấy phép đặc biệt của Ô Thường, Nam Thiên Vô Phương nói Quỷ Y là một người của Ma giáo đi theo trong chuyến này liền đưa được người vào rồi. Có chỗ mà Nam Thiên Vô Phương không biết chính là lần này phía sau cũng đích thực đã nhận được giấy phép đặc biệt của Ô Thường, cửa ra vào thánh cảnh đã định trước sẽ không bị làm khó. Có một số việc nằm trong dự liệu của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo đoán rằng Ô Thường sẽ hỗ trợ, cho nên hắn khẳng định lần này Quỷ Y có thể thuận lợi vào được thánh cảnh ở một mức độ nào đó thì nghiêu hữu đạo chính là muốn mượn tay ô thường tiện thể hoàn thành thỉnh cầu của hồ tộc để quỷ y đi khám chữa cho la phương phỉ sau khi tiến vào thánh cảnh người của thiên ma thánh địa lui tới như thường giúp một nhóm thủ khuyết sơn trang lấy tỏa kỵ phi cầm trên đường bởi vì lần này mang đồ tương đối nặng nên tạm nghỉ đổi tư thế quỷ y lách đi âm thầm để lại một người tới thay những thứ khác quỷ y không quan tâm tới dựa theo ước định những chuyện khác sẽ có người khác làm không cần ông ta phải quan tâm một mình chạy tới địa điểm gặp mặt, sau đó đã có một con tỏa kỵ phi cầm chờ sẵn ông ta ở đó, chờ ông ta rời đi. Quỷ y cũng không biết nó sẽ dẫn mình tới đâu, cho tới khi đi tới hoang trạch tử địa mới biết mục đích, ít nhiều có chút kinh ngạc. Thật tình không biết, ở nơi này trên con đường tỏa kỵ phi cầm bay qua, thỉnh thoảng có người nhô lên từ trong lòng đất nhìn chằm chằm bầu trời, mãi cho đến sát biên giới hoang trạch tử địa đều có người thủ ở đó theo dõi. Chui vào địa cung dưới đầm lầy, sau khi nhìn thấy yêu hồ thành đoàn, Quỷ Y có phần nhức cả răng, vậy mà lại là hồ tộc. Người đối kháng với cửu thánh ngay cả hồ tộc cũng đã cấu kết rồi sao? Tộc trưởng Hắc Vân nhìn thấy Quỷ Y giá lâm thì có thể nói là vô cùng nhiệt tình, đại danh của Quỷ Y gã đã nghe được lâu rồi. Nghe nói muốn đưa Quỷ Y tới đây chữa bệnh, gã đã mong đợi lâu rồi, trước tiên dẫn Quỷ Y đi xem dược vật đã chuẩn bị xong. Tiên sinh mau nhìn xem chuẩn bị đã đủ chưa, có cái gì không đủ chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đặt mua. Gã nào có biện pháp để đi mua? còn cần phải nhờ nghiêu hữu đạo điều người làm việc nữa. Quỷ y than thở, trước tiên đừng quan tâm tới cái này, trước dẫn ta đi xem bệnh đã. Mời mời mời, Hắc Vân cúi đầu khom lưng, hoàn toàn không còn cốt khí của tộc trưởng hồ tộc nữa. Khí sắc của gã cũng tiều tụy không ít, ngân cơ chết, việc tự trách không thể tránh khỏi, cũng bị nghiêu hữu đạo mắng té tát ở trong thư, thậm chí còn nói một câu ngoan độc, sau này gặp mặt sẽ giết gã. Hắc Vân không sợ hắn giết mình, chỉ càng cảm thấy tự trách hơn lão tộc trưởng chết, nếu như nữ nhi của lão tộc trưởng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì gã sẽ đập đầu tự tử. Đi tới một gian phòng khác trong địa cung, trong giây lát nhìn thấy người bệnh, quỷ y giật mình không nhỏ, nhanh chóng nhìn mọi người hai bên trái phải, hỏi. Phương phỉ các chủ, hắc vân, một đám trưởng lão hồ tộc, còn cả đám ngao phong đều khẽ gật đầu, thể hiện không sai. Quỷ y lại thử hỏi câu nữa, người bị bệnh là phương phỉ các chủ, mọi người lại gật đầu, tay quỷ y vuốt tròm dâu hừng một tiếng, trước tiên cúi người nhìn chằm chằm La Phương Phỉ một hồi, phát hiện khí sắc bình thường, như đang ngủ thôi vậy. Sau đó nghiêng người ngồi ở bên cạnh thạch tháp kéo ống tay áo của La Phương Phỉ, nắm một cổ tay của nàng, nhắm mắt ngưng thần thi pháp kiểm tra. Sau khi kiểm tra một hồi lâu lại trợn mắt liếc nhìn lòng bàn tay của La Phương Phỉ, còn bấm từng đầu ngón tay một. Sau khi buông tay lại nhổm dậy cúi người, vạch mí mắt của La Phương Phỉ ra nhìn một chút, còn bóp miệng của La Phương Phỉ nhìn một hồi sau đó lại sai người cởi vớ của la phương phỉ ra đầu ngón tay sờ lòng bàn tay lòng bàn chân kiểm tra cho la phương phỉ đồng thời quan sát xem la phương phỉ có thay đổi thần sắc chút nào không mỗi ngón chân cũng bấm một cái cuối cùng buông tay cầm khăn ướt lau tay nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của la phương phỉ trần trừ lắc đầu nói thân thể của nàng rất bình thường huyết khí cũng rất tràn đầy không có vấn đề gì cả hắc phân tiến lên trước nói trước đó nàng có bị thương nhẹ có phải là nguyên nhân vì bị thương không Quỷ y ồ một tiếng, bị thương có nghiêm trọng không, cũng không tính là nghiêm trọng. Hắc Vân nói lại tình trạng bị thương một lượt, thể hiện là trực tiếp dùng thiên tế đan, nhưng người lại vẫn chưa tỉnh lại. Quỷ y nghe xong lắc đầu, vết thương đã ổn từ lâu, hẳn là không phải vấn đề bị thương. Quay đầu hỏi mọi người một lượt, tình trạng này của nàng, ngược lại giống như, trước đó tâm tình của nàng có phải bị cái gì đó kích thích nghiêm trọng không? Mọi người lập tức liên tục gật đầu, có người dường như thấy được hy vọng, phát hiện quỷ y không hổ là quỷ y, nhìn qua một lượt như vậy đã nhìn thấu trước đó là Phương Phỉ bị kích thích rồi. Hắc Vân lập tức thừa nhận, nói, đúng vậy, tiên sinh đã có thể nhìn ra chứng bệnh, chắc hẳn sẽ có biện pháp cứu chữa, xin tiên sinh ra diệu thủ. Quỷ y suy nghĩ một lúc, có phải là bởi vì Đại La Thánh Tôn chết không, cũng không đúng lắm, tốt xấu gì nàng cũng là một người tu hành, chuyện sinh tử cũng là chuyện đương nhiên, đường đường là tu sĩ, sức chịu đựng sao lại kém như vậy được. Không chỉ có mình La Thu chết, Hắc Vân buông tiếng thở dài, kể cẩn cái chuyện trước đó xảy ra, La Thu giết toa như lai, La Phương phỉ tập kích La Thu, ngân cơ chết, La Thu chết, đều kể ra một lượt. Đây cũng là ý của Ngưu Hữu Đạo, trước đó Ngưu Hữu Đạo đã dặn dò bên này, nói có chuyện gì thì bảo Hắc Vân đi làm, đến lúc đó tình huống tương quan bên này có thể nói rõ ràng với quỷ y. Có một số việc Ngưu Hữu Đạo vốn có thể tự mình nói cho quỷ y biết, nhưng trước khi quỷ y dấn thân vào việc này thì không thể dễ dàng nhanh vậy đã để lộ nội tình được, dù sao cũng phải đề phòng chút ngoài ý muốn. Quỷ y nghe xong thì vẻ mặt co quắp, ánh mắt nhìn lên mặt đang ngủ say của La Phương Phỉ, phát hiện nữ nhân này quá xui xẻo đi. chương 2227, bại lộ 2 Phụ thân lấy vợ chồng bọn họ làm con tin, phụ thân giết chồng nàng ngay trước mặt nàng, dưới cơn nóng giận nàng làm cha mình bị thương nặng, đã sống nhiều năm như vậy mới phát hiện mẫu thân mình lại là tộc trưởng của yêu hồ, Kết quả mới vừa phát hiện mẫu thân mình còn sống lại bị người ta giết chết, phát hiện mình hóa thân làm yêu hậu, kết quả lại phát hiện phụ thân bị người ta giết, rất hiển nhiên đã biết việc phụ thân chết cùng việc nàng làm bị thương nặng không thoát được liên quan, bằng không bằng vào thực lực của cha nàng, không phải ai có thể dễ dàng giết chết được, nói là nàng giết cũng không quá đáng. Một công chúa cao cao tại thượng lại trở nên như vậy, trưởng phu chết trong nháy mắt, phụ thân chết, mẫu thân chết, cái chết liên quan tới mình, trong nháy mắt người một nhà ngoại trừ nàng đã chết sạch toàn bộ trong nháy mắt cả thế giới đều sụp đổ. Sau một lúc trầm mặc, quỷ y cười gượng lắc đầu. Khó trách, bệnh của nàng, chỉ sợ ta không trị được. Trước đó liền phát hiện nữ nhân này có thể là kết quả của người yêu kết hợp, hiện tại ông ta xem như đã hiểu, lại là do la thu cùng hồ yêu sinh ra. Mọi người đều sợ hãi, hắc phân vội vàng khẩn cầu. Tiên sinh, y thuật của ngài là độc nhất vô nhị, chữa bệnh không hỏi là tu sĩ hay phàm nhân, có lời đồn quỷ tu và yêu tu xảy ra vấn đề cũng có thể nhờ tới ngài, sao lại không thể cứu được. Tiên sinh, có điều kiện gì ngài cứ việc nói. Quỷ y xua tay, tình trạng này của nàng nói là bệnh cũng không phải bệnh. Tình trạng này của nàng ta đã từng gặp được mấy ví dụ trong nhân gian thế tục rồi, thân thể nàng kỳ thực không có vấn đề, chỉ là vì bị kích thích tinh thần quá lớn thôi, tự nàng đang trốn tránh trong tiềm thức. Tự nàng không muốn tỉnh lại, nếu nàng không nguyện tỉnh lại thì nàng ấy sẽ luẩn quẩn trong lòng không muốn tỉnh người khác có gọi cũng không tỉnh được. Mọi người đều trầm mặc, hắc phân nóng nảy, tiên sinh, bằng y thuật của ngài chắc chắn sẽ có biện pháp. Quỷ y lắc đầu, chỉ có điều vẫn nói, lấy ngân châm ra đây, mọi người đã nhìn ra, đối phương dường như không có biện pháp gì tốt, dường như ôm thái độ thử một lần xem sao. Bất kể như thế nào, chỉ ít người ta đã đồng ý thử, hắc phân lập tức để một vị trưởng lão đi. Rất nhanh, một quyển gia thuộc được mở ra, bên trên đầy ngân châm lớn nhỏ. Đối với việc sử dụng mấy chữ này, quỷ y rất thuần thục, trước tiên dùng ngân châm cắm trên tay La Phương Phỉ, trước gây ảnh hưởng lên xúc giác của thân thể, sau đó lại hạ châm lên đầu của La Phương Phỉ. Sau khi châm hơn 10 châm trên đầu La Phương Phỉ, bắt đầu thi pháp làm rung động những ngân châm kia, hy vọng có thể thông qua việc kích thích đại não để làm người tỉnh lại. Nhưng kết quả sau cùng hiển nhiên là không làm được gì, sau khi ngừng thi pháp, quỷ y lắc đầu. Nàng tự phong bế chính mình ở trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại, lão phu cũng không còn cách nào nữa khi mọi người đang lo nghĩ ngao phong ở một bên lại nói tiên sinh chúng ta đang cần cô ta tỉnh lại không biết chính cô ta còn khi nào mới có thể tỉnh lại lúc này đôi mắt của đám hắc vân trông mong nhìn thái độ của quỷ y quỷ y vuốt dâu nói tu sĩ trong tình huống này đây là lần đầu tiên ta gặp phải có thể là do lão phu kiến thức nông cạn chỉ ít lão phu còn chưa gặp phải ca bệnh nào không thể tỉnh lại ở trong thế tục kết quả cuối cùng phần lớn là thân thể nằm yên quá lâu dần dần bị tiêu tụy, thân thể không ổn, dầu hết đèn tắt rồi thì nào còn sức lực để tỉnh lại. Chỉ có điều nàng chắc chắn không giống với người phàm, có linh đan diệu dược, còn có một đám tu sĩ các người thi pháp khơi thông huyết khí, cho dù ngủ tới khi chết tại chỗ cũng không có vấn đề gì. Hắc phân Bi Thống nói, như vậy khác gì hòa tử nhân chứ? Ngao Phong giơ tay lên, ý bảo trước tiên gã không nên gấp gáp rồi chắp tay nói với quỷ y. Tiên sinh, Thế gian này lẽ nào không có bất kỳ biện pháp nào làm nàng tỉnh lại sao?" Quỷ Y trầm ngâm nói, "Ta từng thấy được phương pháp tỉnh lại ghi trên một bộ sách thuốc, rằng nếu có đại tu sĩ, tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Thần xuất khiếu, lấy Nguyên Thần của mình xông vào thế giới của nàng, gặp nàng ở chính thế giới của nàng, khuyên bảo nàng thì có thể làm nàng tỉnh lại. Người tinh thông khống chế thuật pháp tinh thần cũng có thể. Người tinh thông Phật hiệu cũng có thể kêu gọi rời khỏi bể khổ, chỉ có điều Phật hiệu ở thế gian này sớm đã xuống dốc." Người có cảnh giới đó sợ là không tìm được. Mọi người nghe mà đau răng, không biết ông ta tìm được cách này từ trong sách thuốc nào. Cảnh giới nguyên thần xuất khiếu là chuyện mà người có tu vi thức tỉnh nguyên anh vượt ra khỏi cảnh giới nguyên anh mới có thể làm được. Còn cái gì mà người tinh thông khống chế thuật pháp tinh thần, gì mà người tinh thông Phật hiệu kêu gọi rời khỏi bể khổ. Những chuyện này, thế gian đều chưa nghe nói tới nhân vật như vậy, bảo bọn họ đi đâu tìm đây. Chuyện này cùng với không nói thì khác nhau chỗ nào? Quỷ Y tiếp tục nói, còn có một biện pháp ngu ngốc hơn chút cũng là chuyện ta đã thông báo với người nhà của ca bệnh tương tự thế này có thể thử xem có biện pháp dù sao cũng tốt hơn không có biện pháp hắc vân cướp lời nói tiên sinh mời nói bọn ta sẽ chăm chú lắng nghe nhất định làm theo quỷ y mặc dù nàng tự phong bế chính mình mặc dù vô ý thức phong bế giác quan thứ sáu của mình nhưng thân thể dù sao vẫn còn đây cũng có nghĩa là cơ chế của thân thể vẫn bình thường thân thể của nàng thật ra có thể nghe được lời nói cho nên bảo người ta thường xuyên trò chuyện bên tai nàng, cố gắng nói những chuyện nàng cảm thấy hứng thú hoặc có thể là những chuyện có thể kích thích được nàng, cũng có khả năng có thể tỉnh lại. Ngoài ra, những dược vật khác cũng vô dụng thôi, cho dù ngươi giết nàng, nàng sắp chết cũng chưa chắc có thể tỉnh lại. Khí vân tông, hắc thạch bước nhanh xông vào phòng tối của lầu các, bẩm báo với ô thường đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa trong bóng tối. Thánh tôn, nhận được tin tức bên trong thánh cảnh, xác nhận, không sai, người thật sự đi tới hoang trạch tử địa. Về phần đang ở vị trí nào thì không biết được, cơ sở ngầm của hồ tộc trong hoang trạch tử địa có quá nhiều, không diện truy tung tiếp. Ô thường nhắm mắt hỏi, Nam Thiên vô thương đi ra từ lúc nào? Hắc thạch hiểu ý của y, đám Nam Thiên vô phương không thể luôn ở trong thiên ma thánh địa được, đi tới mấy người thì đi ra ngần đó, nói cách khác, lúc Nam Thiên vô phương đi ra người kia cũng sẽ đi ra, chuyện này là phán đoán từ trước rồi, vì vậy không quấy dày người kia đi tới hoang trạch tử địa. Y trả lời ngày mai đại khái sẽ ra khỏi thánh cảnh rồi đã xác nhận nếu đi ra sẽ động thủ bắt lại sao ô thường đừng nên đánh rắn động cỏ xác nhận là ai làm rồi mới quyết định hắc thạch trần trừ nói người nọ cũng không phải người của ma giáo sợ là sẽ không cùng nhau quay lại ma giáo nếu như thoát thân ở trên đường sẽ không biết đi đâu sợ rằng không tiện theo dõi xác nhận dễ dàng đánh rắn động cỏ ô thường tự ta đi một chuyến sóng biển cuồn cuộn vô biên vô hạn một thân ảnh nổi trên mặt nước lên đảo không nhanh không chậm đi tới dược cốc. Sóng biển phập phồng ngoài khơi, lại có một thân ảnh di chuyển ra, chỉ hơi lộ nửa người trên ở mặt nước, chính là ô thường sau khi dịch dung truy tung tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đã đi tới sâu trong dược gốc. Ngay tiếp theo, một con phi cầm tòa kỵ đáp xuống trên một hòn đảo biệt lập, hắc thạch mang lồng ưng tới, tìm kiếm một cái hang đá, nhìn thấy ô thường đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trong hang động thì tiến lên hành lễ. Thánh tôn, ô thường bình tĩnh nói, là người của dược cốc, Đối phương dịch dung rồi, không biết người phương nào, người của dược gốc không nhiều, tra chút là có kết quả, đừng nên đánh rắn động cỏ. Vâng, chương 2228, một bước sai, từng bước sai. Hắc Thạch đáp lời, tiếp theo tháo lồng ưng xuống lấy kim xí ra, viết mật thư cột lên chân nó rồi tung kim xí lên trời. Gần nửa ngày sau, có người từ trong biển mà đến, nhảy lên bờ tập hợp với Hắc Thạch. Sau khi nói thầm một phen thì Hắc Thạch lại một mình đi tới trong hang động, gặp mặt Ô Thường bẩm báo. Khánh Tôn, người của chúng ta điều tra, đã nhiều ngày trên cơ bản không ai rời khỏi dược cốc, chỉ có mấy ngày trước có đệ tử của Hắc Ly đi một chuyến ra ngoài, chỉ có điều đã nhanh chóng trở về rồi. Xét thấy mấy ngày nay khẳng định có người không có mặt, chỉ có một người khả nghi nhất, quỷ y Hắc Ly mấy ngày nay vẫn luôn ở trong dược lưu chế dược, vẫn không lộ diện, cho tới hôm qua mới hiện thân. Ô thường mở hai mắt ra, ta nghĩ chắc hẳn là hắn, đừng nên kinh động những người khác, thông báo cho Hắc Ly qua đây một chuyến, ta muốn gặp hắn hắc thạch kinh ngạc nghi ngờ hỏi liên lụy tới triệu hùng ca hắc ly chỉ sợ cũng bị cuốn vào chuyện đó hiện tại gặp hắn có thể sẽ đánh rắn động cỏ không ô thường hắc ly vẫn bị mấy nhà theo dõi sát sao là một nhân vật dâu rì ơ, người như hắn ta hiểu lúc tiếp xúc với ma giáo sẽ không nhiều chuyện chắc là có nguyên nhân gì đó bất đắc dĩ mới có thể bị cuốn vào lúc này hắn vội vã vào thánh cảnh một chuyến rồi lại ra ngoài theo như thân phận của hắn còn có thể có chuyện gì hắc thạch như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là đi chữa bệnh ô thường ngân cơ có thể chưa chết không tìm gặp hắn rất khó làm rõ có chuyện gì xảy ra hắn không phải người nhiều chuyện cũng không có cốt khí gì nếu không thức thời vậy cũng chỉ có thể làm hắn biến mất hắc thạch hiểu rồi ta sẽ đi sắp xếp dứt lời liền nhanh chóng rời đi tìm được người tới tiếp viện mới ra từ dược cốc nói thầm một phen người nọ sau khi biết rõ ý đồ liền gật đầu lần nữa độn vào trong biển rời đi mặt trời chiều ngả xuống biển rộng mênh mông người nọ đã trở về chui ra từ trong biển theo còn có cả quỷ y nhìn thấy hắc thạch quỷ y xem như cung kính hành lễ trong lòng lại gượng cười quả nhiên không ngoài dự liệu của vị kia thật đúng là như có mắt thần vậy người của thiên ma thánh địa quả nhiên đã tìm tới chỉ không nghĩ tới lại nhanh như vậy từ một góc độ khác thì người phía sau màn đã dắt mũi người của thiên ma thánh địa rồi thảo nào có thể tiêu diệt được cửu thánh âm thầm cảm khái không thôi hắc thạch phất tay ý bảo thủ hạ ở lại đó rồi phân phó với quỷ y một tiếng đi theo ta quỷ y chỉ có thể đi theo y sau khi tiến vào trong hang trên đảo nhìn thấy ô thường thì vô cùng giật mình không ngờ ô thường lại đích thân điều khiển pháp thân tới lúc này chắp tay hành lễ tham kiến thánh tôn ô thường nhìn ông ta nhìn chằm chằm hai mắt của ông ta cho tới khi ông ta bị nhìn tới mức toàn thân không được tự nhiên mới mở miệng nói thánh cảnh chơi có vui không quỷ y giả bộ không hiểu nói không biết tại sao thánh tôn lại nói ra lời này ô thường về sau muốn vào thánh cảnh có thể trực tiếp mở miệng đừng nên lén lút. Làm sao, lại cấu kết với ma giáo rồi ư? Sau khi thánh nữ chết, không phải ngươi nói sẽ không lùi tới với ma giáo nữa ư? Quỷ y sợ hãi cúi đầu, người khác nhìn vào thì đây là vì sợ hãi khi bị người khác nhìn thấu. Ô thường, là tự ngươi thành thật khai báo hay là muốn ta tiếp tục nhắc nhở đây? Sau khi vào thánh cảnh đã đi đâu? Quỷ y do dự, dáng vẻ rất do dự. Ô thường, thành thật khai báo, ta có thể không so đo. Trên mặt quỷ y nổi lên sự đau khổ dần vặt, khó nhọc nói. Đi tới hoang trạch tử địa, đây chính là đã chấp nhận thành thật, hắc thạch liếc nhìn phản ứng của ô thường. Ô thường ồ một tiếng, đi hoang trạch tử địa làm gì, quỷ y, đến xem bệnh, không ngoài dự liệu, ô thường hơi tỏ ra quan tâm. Xem bệnh cho ai, quỷ y, nữ nhi của đại la thánh tôn, la phương phỉ, la phương phỉ, ô thường có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng là ngân cơ, chỉ biết là ngân cơ đã bị đánh trọng thương hẳn là không sống nổi, đoán chừng là bởi vì ngân cơ, không ngờ lại là la phương phỉ nàng ta có vấn đề gì không quỷ y lắc đầu vấn đề nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ ta cũng không có cách nào ô thường có bệnh ngươi không chữa khỏi sao quỷ y cười khổ nói ta không chữa khỏi nhiều bệnh chỉ là người ngoài không biết là thôi ô thường la phương phỉ xảy ra vấn đề gì rồi quỷ y đời này sợ là nàng không tỉnh lại được không tỉnh lại được ánh mắt ô thường lóe lên đột nhiên yêu hóa lại có thể giao phong chính diện với lam đạo lâm đang trở thành khúc mắc của gã vậy mà lại không tỉnh lại nữa không khỏi truy hỏi có chuyện gì vậy đừng có ta hỏi một câu mới trả lời một câu nói cho rõ ràng quỷ y hơi gật đầu than thở ta mới gặp nàng vẫn đang ngủ mê man ngay từ đầu ta cũng không rõ có chuyện gì căn cứ vào bệnh trạng giống như bị kích thích sau khi hỏi thì quả nhiên là bị kích thích không nhỏ la thu bắt vợ chồng bọn họ làm con tin nói tường tận những gì hồ tộc nói cho ông ta. Đứng cạnh nghe, hắc thạch cũng thổn thức, ô thường lại không quan tâm tới cảnh ngộ thê thảm đó, sau khi xác nhận ngân cơ đã chết thì thần sắc hơi phiền muộn. Sau khi nói xong việc đã trải qua, quỷ y tổng kết bệnh trạng. Đây là bị đả kích quá lớn, không muốn tiếp nhận hiện thực, tiến vào trạng thái tự phong bế mình, tự bản thân nàng ta không muốn tỉnh lại, ta cũng không có biện pháp nào. Ô thường, một chút khả năng cũng không có sao, đây mới là điều hắn quan tâm nhất cũng không phải không có khả năng, Quỷ Y lại nói một lượt nữa với đối phương, sau đó mới lắc đầu nói. Hy vọng tỉnh lại rất xa vời, chỉ ít trước đây ta từng tiếp xúc với ca bệnh tương tự thì tạm thời chưa có ai có thể tỉnh lại. Ô Thường, có bệnh trạng tương tự sao? Quỷ Y gật đầu, có, trước đây đã gặp được mấy ví dụ rồi. Lúc này Ô Thường cho Hắc Thạch một ánh mắt, Hắc Thạch hiểu ý gật đầu, đây là muốn mình sau đó sẽ tìm Quỷ Y hỏi xem ca bệnh tương tự ở đâu nhằm tiến hành xác định hiện tại Thánh Tôn đang đặt trọng điểm ở chuyện khác, sẽ không truy hỏi chi tiết chuyện này. Ô thường tiếp tục câu hỏi, là Nam Thiên vô phương đưa người đi, quỷ y lắc đầu, trước khi vào Thánh cảnh ta cũng không biết là ai mang ta đi vào, nếu như là Nam Thiên vô phương thì ta sẽ không đồng ý. Là con trai Lam Minh của Thiên Lam Thánh Tôn, Lam Minh, ô thường lưỡng lự, tình trạng bây giờ của hắn ta có thể giúp được ngươi sao? Quỷ y lại lâm vào trạng thái do dự, ô thường trầm giọng nói, nói, chỉ cần nói thật, Ta sẽ tha tội cho ngươi, nói lời giữ lời." Quỷ Y gượng cười nói, "Thánh Tôn, việc này nói đến phức tạp, nói chung là một bước sai, từng bước sai, chỉ có điều ta vẫn chưa làm việc bất lợi với Thánh Tôn ngài." "Ô thường, phức tạp thì từ từ nói, ta vốn có tính nhẫn nại." Quỷ Y than thở, "Việc này nói đến, đều là do đệ tử bất hiếu của ta làm ra, đệ tử vô tâm của ta trước khi vào môn hạ có một người thương, chính là hoàng hậu Tề Quốc hiện giờ, Thiệu Liễu Nhi." Hắc Thạch nhắc nhở, trước mặt Thánh Tôn, nói điểm chính. Chuyện hư hỏng này bên họ đã sớm nắm được, đối với lai lịch của vô tâm và vô tướng, bọn họ biết rõ ràng, không cần lắm lời. Quỷ y than thở, hắc thạch trưởng lão, đây chính là trọng điểm, chuyện chính là do thiệu liễu nhi này đưa tới. Ô thường dùng lời nói ngăn cản hắc thạch, ngươi để hắn nói, quỷ y hơi hạ thấp người, tiếp tục nói. Sau khi đồ đề kia của ta xuất sơn liền không đi đâu khác, biết thiệu liễu nhi kia ở tề kinh, vì vậy hắn liền tới Tề Kinh, vẫn thủ bên cạnh Thiệu Liễu Nhi kia. Đúng là một tên không có tiền đồ, ta đã mắng hắn nhiều lần, nếu như muốn thì liền ôm người vào tay, đừng nên bị cuốn vào những chuyện thị phi này, nhưng hắn lại chỉ cần nhìn đã đủ thỏa mãn rồi. Chương 2229, thắng bại chỉ ở một khoảnh khắc. Một, sau đó còn tiếp tục ra tay giải quyết phiền phức cho Thiệu Liễu Nhi kia, thậm chí còn giải độc cho trưởng phu của Thiệu Liễu Nhi, cũng chính là đã cứu mạng của hoàng đế Tề Quốc bây giờ. Ta thật sự là không biết hắn nghĩ như thế nào, nếu không phải coi trọng thiên phú y thuật kinh người của hắn, ta thật hận không thể bỏ qua không quan tâm hắn nữa. Không nghe khuyên bảo, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tạo ra một chút phiền toái không nói, cuối cùng bị người bia sai lịch của hắn và thiệu liễu nhi theo dõi. Lúc phản quân tề quốc đánh tề kinh, có người ép buộc thiệu liễu nhi, bắt cóc thiệu liễu nhi không phải ai khác, chính là Lam Minh. Trong đầu sợ hãi, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, ô thường, lấy chuyện áp chế người này để bắt ngươi làm chuyện lần này ư. Quỷ y, không phải, khi đó ta đã ở Tề Kinh, đang tìm tròng mắt cấy ghép cho đại nguyên thánh tôn, bởi vì đại chiến đấu ở Tề Kinh, người chết nhiều nên sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Chắc là Lam Minh biết việc này, bắt thiệu liễu nhi áp chế vô tâm. Nói trắng ra là, cũng trách ta quá coi trọng tên đồ đệ này rồi, thật ra là nhầm vào ta. Ta để vô tâm trở về dược cốc, muốn truyền thụ một thân sở học của ta, nhưng hắn vì nữ nhân nên không chịu trở về, ta liền tức giận. Lần đó Thiệu Liễu Nhi bị bắt, hắn không còn cách nào khác chạy tới khẩn cầu, lấy điều kiện bằng lòng trở về dược cốc để xin ta đồng ý chuyện này với Lam Minh. "Thánh tôn, ta đã lớn tuổi, không sống được bao nhiêu năm nữa, lúc này mới xuất hiện suy nghĩ tìm người truyền thừa, thiên phú của tên đồ đệ này xác thực làm ta mừng rỡ." Ô thường lạnh nhạt nói, tâm tình một thân sở học không có người nối nghiệp có thể lý giải được. "Chẳng lẽ có liên quan tới nguyên sắc, quỷ y, kỳ thực ta biết" nếu như đồng ý, bước một bước sẽ không còn đường quay lại nữa, nhưng ta cũng biết, nếu bị theo dõi, nếu ta không đồng ý chỉ sợ không chỉ có thiệu liễu như kia, sợ là ngay cả đồ đệ của ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, trong chốc lát hồ đồ, ta liền đồng ý. Vấn đề là chuyện Lam Minh muốn làm với ta thì không khó, cũng không phải làm gì với đại nguyên thánh tôn, đối tượng chủ yếu là Nguyên Phi. Hắc thạch kinh ngạc, mắt của Nguyên Phi, nói cách khác, chuyện không phải mắt của Nguyên Phi không được là trò quỷ của ngươi sao. Vẻ mặt của Quỷ Y bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng vậy, kỳ thực ở Tề Kinh đã tìm được tròng mắt thích hợp để cấy ghép rồi, thật ra tròng mắt của Nguyên Phi cũng không thích hợp với Đại Nguyên Thánh Tôn, sau khi ta tháo tròng mắt của Nguyên Phi xuống nhưng khi dùng lại không dùng mắt của Nguyên Phi. Sau khi chữa được mắt của Đại Nguyên Thánh Tôn xong, Nguyên Phi thường xuyên tìm ta, hy vọng ta có thể nhanh chóng tìm được tròng mắt thích hợp cho nàng ta. Mà lúc này Lam Minh lại tìm tới ta, bày mưu đặt kế với Nguyên Phi, nói với nàng ta rằng tròng mắt thích hợp với nàng ta nhất chỉ có của chính nàng ta." là trong mắt đang ở trong hốc mắt của đại nguyên thánh tôn. Hắc thạch như có điều suy nghĩ, ô thường nói, gây xích mích quan hệ giữa nguyên sắc và nguyên phi, quỷ y than thở, ta cũng đã nhìn ra, nhưng một bước đi nhầm, liền không có đường rút lui nữa, bằng không bên đại nguyên thánh địa sẽ không bỏ qua cho ta, ta chỉ có thể làm theo. Sau đó quả nhiên, một lần Lam Minh tìm ta bảo ta rời khỏi dược cốc đi tới một chỗ nào đó, cũng nói rằng trên đường sẽ có người bắt cóc ta đi, cũng bảo ta nói với người bắt cóc chuyện tay máy tay chân với Nguyên Phi, Kết quả như hắn nói, trên đường bị toa như lai ép buộc, thầy trò chúng ta. Chuyện toa như lai động thủ với Nguyên Phi lại gặp phải La Thu, lần nữa kể lại một lượt. Chính mình bị dẫn tới phủ cận phủ thành Nam Châu, ở đó dù Nguyên Phi ra, La Thu gặp mặt Nguyên Phi, cũng không biết hai người đã nói những gì. Về sau nữa chính là kinh biến trong phủ thành Nam Châu, tiếp theo là Nguyên Sắc mất tích. Còn ông ta sau đó lại gặp được La Phương Phỉ trúng độc, tiến hành giải độc cho La Phương Phỉ. Nghe xong đoạn này, trong lòng Ô Thường và Hắc Thạch không ngừng kích động, đại khái đã có thể chấp nối mọi chuyện nhằm vào nguyên sắc, người giật dây đã tỉ mỉ bố trí, bổ sung một số chuyện chưa rõ ở đây rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên phi bên cạnh nguyên sắc cũng đã bị kêu gọi đầu hàng. La Thu cho là mình lợi dụng nguyên phi nhằm vào nguyên sắc để nội ứng ngoại hợp, thật tình không biết chính ông ta đã rơi vào cái bẫy của người khác, đến chết cũng không biết đã bị người ta lợi dụng. Hắc Thạch chắp tay nói với Ô Thường, thánh tôn, theo như những gì ta biết về Lam Minh, không mạnh hơn kẻ ngu là bao tuyệt đối không có đầu óc như vậy. Chuyện này không cần y nhắc nhở, ô thường nói một câu. Toa như lai kia cũng có vấn đề, xem ra nội ứng trước đó của bên kia là toa như lai rồi, cũng chỉ có người có thân phận như toa như lai mới có thể dễ dàng bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với trong ngoài thánh cảnh. Hắc thạch gật đầu, dựa theo cách nói của quỷ y, toa như lai kia lúc hướng dẫn la thu đã phát huy tác dụng mang tính mấu chốt. Ô thường lại dương mắt nhìn về phía quỷ y, hình như ngươi không chỉ làm những chuyện này cho bọn họ thôi nhỉ. Có ý nghi ngờ đối phương, Quỷ Y Kinh sợ nói, trong thời gian đó cũng có xem bệnh một lần cho Thánh La Sát, những chuyện khác thật sự không làm gì, thời gian ta tiếp xúc với Lam Minh cũng chính là thời điểm phản quân Tề Quốc đánh Tề Kinh. Ô Thường và Hắc Thạch đồng thời cả Kinh, bọn họ không chú ý tới gì khác, chỉ chú ý tới Thánh La Sát trong miệng ông ta. Ô Thường trầm giọng nói, ngươi từng xem bệnh cho Thánh La Sát ư? Quỷ Y ngạc nhiên gật đầu, thần sắc dường như đang nói ta còn tưởng ngươi biết chứ, bằng không sao ngươi chỉ biết những thứ này? ô thường thánh la sát bị làm sao quỷ y lại nói chắc thánh tôn giống y như la phương phỉ ta cũng không có cách nào thánh la sát ta cũng không thể chữa trị ngụ ý là không làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả thứ ô thường muốn nghe không phải chuyện này ta hỏi ngươi thánh la sát bị làm sao quỷ y trầm mặc một lúc nói đầu óc của thánh la sát không tốt lắm xác thực mà nói là trí nhớ không tốt lắm lúc biến thành người đã quên ký ức lúc làm thánh la sát lúc biến thành thánh la sát lại quên ký ức lúc là người Ô thường, còn có thể biến thành người. Quỷ y gật đầu, vâng, trong cơ thể của Thánh La Sát có một luồng yêu khí dị trùng. Khi cơ thể sinh ra luồng yêu khí này, nàng chính là Thánh La Sát. Khi hóa giải luồng yêu khí dị trùng kia thì nàng sẽ biến thành một nữ nhân. Bên kia sở dĩ tìm ta tới là bởi vì lúc biến thành Thánh La Sát, Thánh La Sát sẽ mất hết tính người, ngay cả người mình đều tấn công. Bên đó hy vọng ta có thể giải quyết vấn đề này, nhưng ta thật sự bất lực. Lúc nói ra lời này, trong lòng ông ta có thể nói là liên tục kêu khổ, hoàn toàn không hiểu nổi bên kia có ý gì, chẳng biết tại sao lại muốn mình nói ra những chuyện này, hoàn toàn mông lung, dựa theo những gì được phân phó để nói ra. Nói chung bên kia bảo ông ta yên tâm, cứ dựa theo phân phó mà nói thì sẽ không bị truy tra, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Hắc thạch lên tiếng nói, "Ngươi nhìn thấy Thánh La sát ở chỗ nào?" "Quỷ y, không biết, sau khi ta tới một nơi thì bọn họ đánh ta hôn mê, cũng không biết bọn họ mang ta đi đâu." chỉ biết là trong một ngọn núi. Được rồi, sau khi Thánh La sát hóa thành nữ nhân, ta nghe bọn họ gọi nàng ta là Ngân Nhi, tới Trần an nàng ấy. Mà Ngân Nhi đó rất dễ bị làm cho tức giận, một khi tức giận, luồng yêu khí dị chủng trong cơ thể lập tức nhanh chóng sinh ra, nhanh chóng hóa thành hình thái Thánh La sát. Ngân Nhi, Ô Thường thì thầm một tiếng, nhìn về phía Hắc Thạch, người sau gật đầu tỏ ra đã nhớ. Sau đó Ô Thường tiếp tục truy hỏi tình huống tỉ mỉ liên quan tới Thánh La sát, quỷ y cúm núm trả lời chương 2230, thắng bại chỉ ở một khoảnh khắc. hai Đợi hỏi xong những thứ cần hỏi, quỷ y nhiều lần thể hiện không biết cái gì nữa, ô thường ý bảo ông ta ra ngoài chờ. Quỷ y chắp tay xin cáo lui, hắc thạch đi theo ra ngoài, nhìn chằm chằm quỷ y đi ra, sau đó quay người trở về trong hang động, tiến tới bên người ô thường thấp giọng hỏi. Người giật dây lại để ông ta tiếp xúc với thánh la sát. Thánh tôn, ngài cảm thấy có đáng tin không? Có thể có vấn đề gì không? Ô thường suy nghĩ, chậm rãi nói nếu thánh la sát thật sự có vấn đề như hắn nói để hắn đi khám và chữa bệnh cũng không phải chuyện không thể nếu thật có vấn đề gì hắn đại khái có thể không nói không đáng để lộ thánh la sát ra chí ít những chuyện trước đó không giống giả bộ có liên quan tới thánh la sát nửa tin nửa ngờ đợi điều tra chứng thực rồi lại nói ngân nhi cha được hắc thạch đồng ý ô thường nhìn về phía ngoài động trước mắt trước tiên thẩm tra những chuyện hắn nói có thể thẩm tra được trước đã rồi tính đã rõ, hắc thạch chắp tay, nhanh chóng đi ra. Đến bên ngoài, y tìm được người của thiên ma thánh địa chú ở dược cốc, sau khi căn dặn một phen thì để gã dẫn quỷ y quay lại. Trở lại dược cốc, sau khi nhìn thấy quỷ y quay lại thì mọi người lập tức chào hỏi, làm cho người của hai nhà khác đang âm thầm theo dõi quỷ y không nhìn ra manh mối gì lạ. Quỷ y phân phó hành sự xong rất tự giác, chủ động giữ vững khoảng cách với những người khác của dược cốc, tránh việc gây ra hiểm nghi. Người nọ hầu ở bên người quỷ y, làm cho quỷ y không thể bày mưu đặt kế được, mọi thứ đều tiến hành trong âm thầm, quỷ y lại hay ngồi bên ngoài dược lưu phơi nắng. Đã trở lại dược cốc, nhan bảo như muốn tới gần cũng bị quỷ y giơ tay lên ngăn lại. Sau đó quét man đi tới, liền tới bên cạnh nhan bảo như, hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy, nhan bảo như liếc nàng ấy một cái, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, không sai, sau khi nghiêu Hiếu đạo điều tra xác thực tình huống của nàng xong liền thả nàng về, sư đồ quỷ y không dám làm gì nàng thể hiện bên ngoài còn phải là đối đãi như thông thường vấn đề là sư đồ quỷ y nhận định nàng là nội gian có thể nhìn ra vô tâm rất thất vọng về nàng còn nội gian thật sự là quách man thì ngược lại bởi vì nhan bảo như ra ngoài mà nhận được sự tín nhiệm của sư đồ quỷ y đây là chuyện quái gì chứ có lý thì không có chỗ nói lần này nàng trở về là để phụ trách liên hệ giữa nghiêu hữu đạo và bên quỷ y trên thực tế cũng là đang yểm hộ cho quách man Hai người ở bên Quỷ Y có thể nói là một sáng một tối theo dõi sát sao. Rời khỏi Dược Cốc, người chấp hành phân phó của Hắc Thạch lại dẫn Vô Tâm tới hải đảo kia, chưa thấy Ô Thường, chạm mặt Hắc Thạch trước. Hắc Thạch bảo y lui, để lại một mình Vô Tâm, xác định tình huống tương quan. Cái gì nên, cái gì không nên nói, đã sớm lên kế hoạch xong rồi, trước khi Quỷ Y rời khỏi Dược Cốc tới thánh cảnh đã thông báo rồi. Chẳng những Vô Tâm, tiếp đó là Vô Tướng, Nhan Bảo Như và Quách Man cũng từng người phải tiếp nhận truy hỏi trong mật thất phủ thành nam châu ngồi trước án như hữu đạo nhìn mật thư trong tay cau mày tin tức bên hồ tộc truyền tới cũng coi như đã truyền kết quả chuẩn đoán của quỷ y truyền tới vậy mà không trị nổi như hữu đạo vô cùng ngoài ý muốn không ngờ la phương phỉ lại có tình huống như vậy hắn còn bảo quỷ y sau khi chữa xong cho la phương phỉ đối mặt với truy hỏi của bên ô thường tạo một lý do không chữa được ai ngờ thật đúng là bị hắn nói chúng rồi một lời thành sấm nếu thật sự không chữa được thì phải làm sao giờ Nghĩ đến ngân cơ chết, nữ nhi của ngân cơ lại thành ra như vậy, nghĩ đến toa như lai chết, sinh tiền toa như lai cũng không hy vọng liên lụy tới la phương phỉ. Cảm xúc của Ngưu Hữu đạo có phần nặng nề, bất kể nói thế nào, ngân cơ cùng toa như lai chết, hắn không thoát khỏi trách nhiệm. Hắn biết chuyện hắn làm tránh không được sẽ có người hy sinh, nhưng hai người này chết vẫn làm tâm tình của hắn trở nên tương đối trầm trọng. Váy dài của Lữ Vô Song thướt tha đi tới, đặt một phong mật thư ở trước mặt hắn. Bên dược cốc truyền thư tới, nói ô thường âm thầm tự mình lộ diện, đều làm theo lời của ngươi nói rồi. Như hữu đạo buông thư trong tay xuống, cầm thư trên bàn lên, sau khi xem thì khẽ gật đầu tỏ ra đã biết, nhưng sắc mặt ngưng trọng. Lữ vô song đã sớm nhìn ra, chuyện bên này bảo quỷ y làm chắc chắn không chỉ có nàng biết, khắc chắn còn giấu bí mật khác, đó hẳn là kế hoạch mấu chốt nhất. Nàng còn có thể xác nhận, viên cương chắc là biết rõ sự tình, bởi vì nàng nhìn thấu tâm tình của viên cương cũng thường tỏa ra cảm giác trầm trọng. Nàng không đoán sai, Viên Cương hoàn toàn biết rõ sự tình, bởi vì Ngưu Hữu Đạo có một số việc còn phải để người ta đi truyền lại tin tức, không muốn để người khác biết, không phải vấn đề có tín nhiệm hay không mà là dễ dàng gây nên khủng hoảng, ở mặt này Viên Cương tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi Lữ Vô xong rời đi, Viên Cương lại tới, y đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo cúi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Đạo gia, bên dược cốc nói ô thường yêu cầu sách giải mã mật văn khi liên lạc với bên chúng ta từ phía Nhan Bảo Như, Mật tin cũng là mật thư mà Lữ Vô Song vừa đưa tới, thế nhưng y nhìn thấy Lữ Vô Song ở đây nên không phiên dịch hoàn toàn mật thư, chỉ phiên dịch phân nửa cho Lữ Vô Song nhìn, còn lại một nửa lúc này do chính miệng y nhắn nhủ. Ngưu Hữu Đạo từ từ nói, xem ra muốn theo dõi thư từ, từ qua lại với bên chúng ta, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc đây. Thân sắc của viên cương dị thường nghiêm trọng, nói, nói như vậy, bằng vào thế lực của ô thường rất nhanh có thể điều ra được bí mật của bên chúng ta, đến lúc đó tất cả mọi người bí mật lui tới với bên chúng ta cũng sẽ bị bại lộ, thực sự không để phòng chút nào sao. Mặt nghiêu Hữu đạo căng thẳng, giọng nói gian nan từ từ nói. Không đề phòng, có thể để bọn chúng mò mẫm ra thì cứ mò thôi. Viên cương cực kỳ lo lắng, không thể không nhắc nhở. Đạo ra, một khi có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ một người cũng chạy không thoát, chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Nghiêu hiểu đạo chậm rãi ngước mắt nhìn y, ô thường sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, đây là biện pháp giải trừ hoài nghi của ô thường tốt nhất chỉ có như vậy mới có thể triệt để thủ tín với hắn chỉ có làm cho hắn nhận thức được tất cả đều nằm trong bàn tay của hắn thì hắn mới có thể thật sự an tâm chỉ cần hắn an tâm chúng ta liền không sao cả đây là một cơ hội tuyệt hảo với hắn ngươi yên tâm đi khi chưa trừ được lam đạo lâm và đốc vô hư hắn sẽ không làm bất cứ động tác gì đâu hắn rất có thể sẽ cố ý tạo cơ hội cho chúng ta rất có thể sẽ mượn đao giết người chỉ khi Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư ngã xuống, hắn mới bắt đầu động thủ với chúng ta. Nếu không, hắn sẽ rất khó có cơ hội giải quyết hai người kia. Đối với chúng ta cũng giống như vậy, sau khi liên tiếp hạ thủ, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư sẽ không dễ dàng rút lui, có ô thường phối hợp sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đây là cơ hội tuyệt hảo để hắn xưng bá thiên hạ, ta đưa ra cám dỗ lớn như vậy, hắn không thể nào từ chối được. Viên Cương khẽ gật đầu, trong trong lòng vẫn rất lo lắng, cuộc diện này quá lớn đặt lên tính mạng của tất cả mọi người, thắng bại chỉ trong một chớp mắt. Ngưu Hữu Đạo đang theo dõi sát bên chúng ta, nhất định sẽ thiết trí người quan sát theo dõi ở bốn phương tám hướng chúng ta, muốn theo dõi cũng chỉ có thể ở ngay đây để đưa tin ra bên ngoài, bên ngoài truyền thư tới không thể chặn lại được. Về sau phải tránh ô thường đưa tin, giao cho Vân Cơ để cho nàng độn ra khỏi thành rồi mới gửi ra ngoài. Chương 2231, thế sự vô thường. Viên Cương Giả đã biết, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, viên cương lập tức rời sang một bên, chỉ thấy vân cơ đi tới, còn mang theo một cái dương lớn. Cạch, dương ném xuống đất, như hữu đạo và viên cương đang cảm thấy kỳ quái không biết là cái gì, vân cơ hất cảm với viên cương. Người muốn người, mang người tới cho người đó. Dứt lời thì mở nắp dương ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên đang nhét một người. Nàng thuận tiện xuất thủ đánh thức người, viên cương đi tới trước cái dương, từ trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm người trong dương chậm rãi tỉnh lại thân thể của Ngưu Hữu Đạo dựa vào ghế, quan sát. Vừa hay Lữ Vô Song đi tới, vừa đi tới một bên quay đầu nhìn tình hình người ở trong dương, trên tay đang cầm một phong mật thư đặt lên bàn của Ngưu Hữu Đạo. Sở An Lâu, người trong dương, là trưởng quỹ nhiều năm ở nhà trọ Thải Hồng, viên cương muốn, vân cơ để vu chiếu đi bắt lại. Một tay đặt ở sát bên dương, người trong dương toàn thân gân cốt khó chịu chậm rãi bỏ dậy. Lung la lung lay đứng ngay ngắn, hoảng sợ quay đầu, sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Các ngươi là, ánh mắt nhìn mấy người viên cương, ngơ ngẩn cả người, hình như đã từng quen biết. Quay đầu nhìn vân cơ, nhìn thấy lữ vô song thì thất kinh, gã hiển nhiên là nhận ra lữ vô song. Lại nhìn thấy nghiêu hữu đạo thì tiếp tục kinh ngạc nói. Nghiêu hữu đạo, người không phải đã, lại nhanh chóng quan sát bốn phía, có phần ngoài nghi có phải mình đã chết tới u minh rồi không? Thật đúng vẫn để vị này nhớ được, nghiêu hữu đạo dựa lưng lên ghế cười gượng, bắt chuyện. Sở trưởng quỹ, đã lâu không gặp, sau khi bị hôn mê thì gần cốt cảm thấy khó chịu khiến sở an lâu xác thực là khí thức người sống sờ sờ, sau đó cũng nhớ lại tình hình bị người ta đánh lén rồi bắt đi. Đang yên lành bắt gã làm gì? Ánh mắt của sở an lâu lần nữa nhìn như hữu đạo, dường như đã hiểu ra nguyên nhân bị bắt, trong lòng vô ý thức căng thẳng. Cảm giác pháp lực toàn thân bị quản chế, sau đó nghiêu hữu đạo ngồi vững, ngay cả lữ vô song cũng đứng một bên nhìn tình hình thì nhanh chóng bước ra khỏi cái dương, chắp tay hành lễ với nghiêu hữu đạo. Đạo ra, giọng nói hèn mọn, Tư thế rất thấp rất thấp, cách xương hô thế này cũng là bởi vì trước đây từng nghe nói người bên cạnh Nưu Hữu Đạo đều gọi hắn là đạo gia. Ấn tượng với Nưu Hữu Đạo vô cùng sâu sắc, đương nhiên là bởi vì gã đã từng lăng nhục Nưu Hữu Đạo, sau đó Nưu Hữu Đạo nhanh chóng quật khởi làm gã phải kinh ngạc. Chỉ có điều chuyện này vẫn chưa quá mức không thể quay đầu, vị trí của gã chiếm ưu thế cao cao tại thượng, gã đứng trên vị trí bao quát chúng sinh nhìn mọi người như đám kiến hôi, Nưu Hữu Đạo có bật cao hơn nữa cũng không uy hiếp được gã lúc này lại gặp lại nghiêu hữu đạo mới biết như thế nào là thế sự vô thường. Chỉ dựa vào chuyện đối phương có thể bắt gã tới liền có thể tưởng được thế lực của đối phương như thế nào. Gã đang sợ hãi trong lòng, viên cương lên tiếng, năm đó người ỷ thế hiếp người, tùy tiện lăng nhục chúng ta, hôm nay gặp lại, người thế nào đây? Quả nhiên là vì chuyện năm đó, sợ an hầu có chút xấu hổ, vội vàng chắp tay nói với hắn. Năm đó đều là lỗi của tại hạ, nhưng tại hạ cũng là thân bất do kỷ, cũng xin tôn giá đừng nên chấp nhặt với tại hại. Viên cương gầm lên, nếu không có bọn ta liều mạng cho tới hôm nay, lấy đâu ra chỗ cho ngươi nhận sai, làm sao có thể nhận một chữ tại hạ của hạ người ỷ thế hiếp người như ngươi mới nói được. Sở an hầu xấu hổ muốn giải thích, ai người viên cương căn bản không có ý định nói nhảm với gã, đột nhiên xuất thủ, bóp cổ gã. Hầu tử, như hữu đạo nhanh chóng cản một tiếng, nhưng đã chậm. Cánh tay của viên cương đã vặn cổ của sở an hầu một cái, một tiếng răng rắc vang lên, đầu của sở an hầu đã quay một nửa vòng, mở to hai mắt nhìn, trong miệng có máu chảy ra. Hơi đứng dậy, nghiêu hiểu đạo ai một tiếng, lại ngồi xuống nhìn chằm chằm viên cương than thở. Sao phải vậy, không đến mức, bàn tay to của viên cương đang túm sở an hầu kẽ chuyển, lại ấn lại trong dương, không nói nhiều, xoay người rời đi. Có ý ân hoán đã xong, thoải mái tự tại, vân cơ quay đầu nhìn chằm chằm y rời đi, vẻ mặt không biết nên nói gì. Bọn họ vất vả bắt người tới đây, kết quả chưa nói được vài câu cứ vậy rắc một tiếng là xong sao. Nghiêu hữu đạo than thở, đều đã thấy rồi đó, vẫn là lần đầu gặp lại đó. Con khỉ này cũng không tốt như trong tưởng tưởng của các ngươi, một số lúc lòng dạ còn độc ác hơn cả ta. Lúc này Lữ Vô Song cười nói giúp, không phải hắn đang chút giận cho ngươi sao. Nghiêu hữu đạo trợn mắt nhìn, nói một câu, quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng gia môn, nhanh vậy đã chung một phe rồi ư. Lữ Vô Song cười khanh khách xoay người rời đi, sự thay đổi của nàng thật ra đã rất lớn, thích cười hơn rồi. Chính nàng ta cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, đến sau này dần dần cũng không cần tiếp tục đề phòng cái này đề phòng cái kia nữa, sẽ không cần phải ngay cả người bên cạnh cũng phải duy trì sự cảnh giác, không cần cố gắng thể hiện bề ngoài, tâm tình tùy ý, muốn cười thì cười, thể xác và tinh thần được tự tai hơn nhiều. Đã từng là người cao cao tại thượng, người bên cạnh tuy là cũng không ít nhưng lại sự cảm nhận được sự cô độc và tịch mịch bây giờ viên cương người ngay từ đầu nàng muốn gả nhưng phải đối mặt với tương lai không hợp hoàn cảnh hiện tại đã có thể thay đổi được rồi như hữu đạo nhìn sở an hầu tứ chi mất trật tự nằm trong dương phất phất tay với vân cơ ý bảo mang xuống vì vậy vân cơ lôi cái dương đi xử lý kỳ thực vân cơ cũng giống vậy đã từng lúc còn là sơn chủ vân sơn cũng không thể tùy tiện nói cười thậm chí còn vô cùng kiệm lời bây giờ cũng dần dần thay đổi bởi vì an lòng khoảng thời gian chiến sự tạm ngưng ngoài trướng của quân tần các chủ hiểu nguyệt các lựa uyên dẫn mấy vị trưởng lão xông thẳng vào trong trướng. La Chiếu đang thương nghị với tướng lĩnh dưới trướng chuyện chiến sự tiếp theo thế nào, hơi giật mình, lựa uyên phất tay một cái, bảo mọi người không liên quan lui xuống. La Chiếu biết là có chuyện, nhưng không biết chuyện gì. Lựa uyên cũng không quanh co lòng vòng với gã, nói thẳng, bên thương Triều Tông có thành ý mời chào hiểu nguyệt các đã đồng ý rồi, chuẩn bị rút lui từ cảnh nội Tây Quốc. La Chiếu tỏ ra kích động, cũng không hiểu, đang yên lành, sao thương triều tông lại muốn mời chào hiểu nguyệt các? Lưu Uyên nói, dã tâm của tấn quốc, qua đường đều biết, sớm muộn gì cũng sẽ đông trinh, thương triều tông đương nhiên là muốn dành dụng thực lực đông trinh chống đỡ tấn quốc. Địa bàn của thương triều tông bành trướng quá nhanh, đang rộng rãi chiêu mộ tu sĩ của thiên hạ, có hành động này cũng không ngoài ý muốn. La chiếu chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có nguyên nhân này thôi, trầm ngâm nhắc nhở. Đường còn dài, lương thảo của bên ta không đủ, tới lúc gấp rút phải trông vào lương thảo của tấn quốc tới, bây giờ đi, đi không xa. Trăm vạn tướng sĩ của tần quốc ta làm thế nào qua Tây Bình Quan? Lưu Uyên không nói lời nào, lặng lặng nhìn gã. La Chiếu nhanh chóng hiểu ra, hỏi. Hiểu Nguyệt Các muốn vứt bỏ một triệu nhân mã này. Lưu Uyên, tấn quốc tất sẽ bổ quân tần ta tử chiến, không nói tới một triệu nhân mã này sẽ chết bao nhiêu, chỉ sợ Hiểu Nguyệt Các ta cũng sẽ không tránh được việc tổn thất nặng nề. Sau đó tấn quốc cũng sẽ không cho phép Hiểu Nguyệt Các cầm binh nâng cao thân phận, sẽ nhanh chóng đánh tan hoặc thay đổi những nhân mã này. Còn Tấn Quốc lên mặt nạt người, sau này chúng ta sẽ phải nhìn sắc mặt của Tấn Quốc, Thương Triều Tông lại đang cầu hiền nhược khát cho nên hứa hẹn hậu đãi, hai người lập tức phân cao thấp, lựa chọn không cần suy nghĩ nhiều. La Chiếu nói thầm trong lòng Thương Triều Tông người ta cầu hiền nhược khát không sai, mấu chốt là các người xứng đáng với chữ hiền này sao? Còn không phải là phải nhìn sắc mặt người ta, lẽ nào các người muốn làm gì thì làm mà được. Vì vậy mới nhắc nhở, chương 2232, người ở dưới mái hiên một các chủ đã biết Tấn Quốc sớm muộn cũng sẽ đông trinh, nếu né trận này chỉ sợ có đi tới chỗ thương Triều Tông cũng tránh được kế tiếp. Lưu Huyên, kết cục của tam đại phái của Nguyên về quốc chính là vết xe đổ, nếu không có đường lui, Hiểu Nguyệt các há có thể gia nhập vào Tấn Quốc. Bây giờ có đường lui, tất nhiên là chim khôn lựa cành mà đậu, cũng có thể có một cơ hội thở dốc. Tấn Quốc quá mức cường thế, sau đó bọn ta còn không biết sẽ có kết cục gì, không bằng cứ đi về hướng đông. La Chiếu Trầm Ngâm nói các chủ thổ lộ suy nghĩ trong lòng với La Mỗ là muốn phân phó gì. Lư Uyên, tới bên Thương Triều Tông, địa bàn bốn châu đều là nhân mã của thương hệ, tướng quân biết quân sự, tất nhiên là cần tướng quân tham mưu trợ lực. Sau khi hơi trầm mặc thì La Chiếu lắc đầu từ chối. Hậu ý của các chủ, La Mỗ ghi nhớ trong lòng, La Mỗ ở đây cầu chúc cho các chủ thuận buồm xuôi gió. Hai mắt Lư Uyên hơi mở đi, trong mắt hiện lên sát khí, người không đẵn đi được, cũng không thể để lại cho Tấn Quốc chuyện này sợ rằng không phải do tướng quân làm chủ, La là Chiếu đã nhận ra gì đó, lúc này mới trấn an. Các chủ, nếu ta đi, trăm vạn tướng sĩ tần quốc tự xử như thế nào được? Nếu ta đi, đại quân như rắn mất đầu, hiểu nguyệt các cũng đi, phòng ngự bị hỏng, một khi quân tề phát động tiến công, trăm vạn tướng sĩ há chẳng phải là mặc cho người ta tàn sát sao? Hiểu nguyệt khác âm mưu đường lui, là chuyện thường tình, người ngoài không nói gì được. Nhưng nếu hiểu nguyệt các không để ý tới sự sống chết của trăm vạn đại quân này, tương lai tới bên thương triều tông giả sử nhân mã thương hệ vẫn ở đó giám thị hiểu nguyệt các sao có thể khống chế được lời nói đó lại khiến mọi người của hiểu nguyệt các nhìn nhau không thể không thừa nhận là nói rất có đạo lý sát khí trong mắt lữ uyên dần dần biến mất từ từ nói tướng quân cố ý muốn ở lại la chiếu chắp tay nói trăm vạn huynh đệ dù sao đều từng cống hiến cho hiểu nguyệt các không thể cứ bỏ rơi như vậy được la chiếu nguyện ở lại giải quyết tốt hậu quả lữ uyên khựng mắt nhìn một lúc không nhiều lời nữa xoay người phất tay, dẫn mọi người rời đi. Chỉ có điều lúc đi tới cửa lại bỗng nhiên đưa lưng lại nói một câu. "Tướng quân, ngày sau nếu gặp lại trên chiến trường, đừng trách Hiểu Nguyệt Các không nể tình xưa." La Chiếu chắp tay, "Ai vì chủ nấy, các chủ bảo trọng." Lữ Uyên đi nhanh rời đi, La Chiếu chậm rãi đi ra ngoài chướng nhìn theo, chỉ thấy người của Hiểu Nguyệt Các đã tụ tập, hoàng đế của Tần quốc hạ lệnh bái hòa thái hậu trang hồng cũng được mời lên xe ngựa. Hai mẹ con này chính là mặt mũi cùng của Hiểu Nguyệt Các không hề ném ở lại trước khi mẹ con hai người lên xe đều nhìn lại bên quân trướng trong lòng la chiếu thê lương chắp tay cúc cung không nói lời tống biệt gì tiếng vó ngựa ù ù trên dưới hiểu nguyệt các đều đi khỏi quân tần một tướng lĩnh đi tới bên cạnh la chiếu thấp giọng hỏi tướng quân đây là hiểu nguyệt các đang muốn chạy sao tìm thương triều tông nương tựa la chiếu nói một câu tiện đà lại lắc đầu nói dã tâm của hiểu nguyệt các mọi người đều biết mưu đồ lập quốc thương triều tông thế như long hổ, lực ép triều đình Yến quốc há lại dung thứ cho đồ gây rối. Lần này lại chủ động mời chào, lần này hiểu nguyệt các đi chỉ sợ không biết là hỏa hay phúc. Sau khi tu sĩ chủ lực đi, một khi quân tề phát động tiến công, hậu quả khó mà lường được, là Chiếu không dám giải dòng thêm, cần chuẩn bị sớm trước khi quân tề kịp phản ứng. Lúc này triệu tập tướng lĩnh dưới chướng nghị sự, nhanh chóng tổ chức cho đại quân lui lại, giữ khoảng cách an toàn với quân tề, mặt khác còn khẩn trương cầu tiện quân tấn một chi kỵ binh trùng điệp tới, cao phẩm xuất lĩnh một nhánh đại quân tự mình chạy đến. Trước giờ nhận được tin tức, La Chiếu xuất lĩnh chư tướng nghênh tiếp, đợi khi đội nghĩ kỵ binh mở rộng trước mặt, chữ cao trên đại kỳ, cao phần thân mặc chiến giáp, La Chiếu lập tức xuất lĩnh chư tướng quỳ một chân trên đất đón chào, cùng hô. Tham kiến đại tư mã, cao phẩm cười ha ha nhảy xuống khỏi chiến mã, bước nhanh về phía trước khom lưng, tự mình đưa hai tay đỡ La Chiếu dậy. Lâu nay vẫn nghe thấy uy danh của tướng quân, hôm nay gặp mặt vạn phần mừng rỡ xin đứng lên xin đứng lên chư vị tướng quân nhanh chóng đứng dậy đi ông ta thật sự vui vẻ may mắn là có la chiếu bằng không hiểu nguyệt các há có thể dễ dàng giao chi nhân mã này cho tấn quốc trước khi đi tất sẽ tác loạn sau khi mọi người đứng dậy thì cao phẩm cười lớn kéo la chiếu cùng đi về phía trước dáng vẻ thân như huynh đệ cùng nhau đi giữa nhân mã quân tần ninh đón khiến la chiếu có phần thụ sủng nhược kinh trên dưới quân tần nhìn thấy cảnh tượng này thì sự bất an trong lòng mới hoàn toàn thả lỏng Bên tướng quân tình huống khẩn cấp, Cao Mỗ không thể không vội vã tới, Lương Thảo đang ở phía sau, chậm nhất là trạng vạng là có thể tới đây rồi. Trước mặt mọi người, Cao Phẩm cố ý lớn giọng nói cho mọi người cùng nghe được, dẹp an quân tâm. Chư vị, Cao Mỗ ở đây thề, bắt đầu từ ngày hôm nay mọi người đều là tướng sĩ của Tấn Quốc, cùng thưởng cùng phạt, tuy hai mà một. Phủ thành Nam Châu, trong một căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ u tối đột nhiên có một đám người tới. Người tới dò hỏi chính là Thương Thục Thanh, con trai của gia chủ này chính là học sinh trong học đường của Thương Thục Thanh. Nam chủ nhân tự mình làm việc, trong chốc lát đột nhiên mất lực nên làm rơi đồ đập bể chân, Thương Thục Thanh biết được thì cố ý tới thăm hỏi Vân An. Nhưng thân phận của Thương Thục Thanh không bình thường, cũng là vì sự an toàn của Thương Thục Thanh, người còn chưa tới đã có một đám người tới trước kiểm tra bố phòng, để phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trận thế này làm cho những người khốn cùng có phần nơm nấp lo sợ. Kỳ tử đã hiểu chút lễ nghi, hành lễ ở ngoài cửa rồi dẫn thương thục thanh vào, dường như tự biết ra cảnh không tốt, dường như lại có chút xấu hổ. Đi vào cửa, thương thục thanh nhìn quanh cảnh tượng trong phòng đơn sơ rách nát, âm u, ẩm ướt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quận chúa tới. Nữ chủ nhân ăn mặc xiêm áo cố chắp phá lung tung có phần luống cuống chân tay, nói cũng không được lưu loát. Lấy tay lau chén sành bên miệng có hai chỗ bị sứt, rót bát trà dâng lên. Không phải là trà gì ngon, chỉ là lá trà ngâm bình thường mà thôi nhưng lại thả nguyên lá vào, bởi vì bình thường không được uống nên lúc khách tới mới có thể dâng trà. Bát trà không bẩn nhưng bởi vì đã cũ, thoạt nhìn làm người ta cảm thấy bẩn. Hộ vệ đi theo sẽ không để thương thuộc thanh sử dụng thứ đồ bẩn thỉu này, đưa tay ra ngăn cản khiến cho nữ chủ nhân có chút xấu hổ. Nhưng bản thân thương thuộc thanh lại không ngại, bảo hộ vệ tránh ra, hai tay nhận lấy nhấp một hớp, gật đầu cảm ơn. Sau đó tới thăm nam chủ nhân đang nằm trên cái giường cũ nát mặc dù một chân bị băng bó nhưng vẫn có thể thấy máu thấm qua cả băng quấn. Không tiện rời giường, thương thục thanh cũng có ý bảo không cần đa lễ làm cho y an tâm nằm đó, hỏi thương thế thế nào. Một tên tu sĩ mới kiểm tra qua đi qua nói thầm mấy câu bên tai thương thục thanh, nói cái chân này của nam chủ nhân đã bị nát bấy đầu khớp xương, đã bị phế, sau này không có cách nào làm việc nặng nữa. Mặt nam chủ nhân sầu khổ, cảm thấy tương lai mờ mịt. Nữ chủ nhân trực khóc lã trã, vốn bản thân nàng ta đã yếu đuối nhiều bệnh, quanh năm ho khan không ngừng, thỉnh thoảng còn ho ra máu nữa, có thể nói là liên lụy tới cả gia đình. Nam chủ nhân làm cu ly kiếm được chút tiền đều đã mua thuốc cả. Sau đó quận chúa phái người đến giúp đỡ khám và chữa bệnh, tu sĩ biệt viện mau Lư tới trợ giúp điều trị. Bây giờ trên mặt rốt cục có chút huyết sắc, không ngờ nam nhân trụ cột của gia đình lại xảy ra chuyện, không biết tương lai nên làm thế nào cho phải. chương 2233, Người ở dưới mái hiên 2 Thương Thục Thanh trừ Trần An thì không thể làm gì khác, trong thế đạo này, nhà có tình huống tương tự quả thực quá nhiều, năng lực của nàng hữu hạn, không giúp hết nổi. Nàng cũng không có tiền gì, mỗi tháng vương phủ trả cho nàng tiền lương trên cơ bản nàng đã dùng đi để cứu tế người nghèo khó hết rồi. Đương nhiên, nếu nàng mở miệng nói muốn, vương phủ nhất định sẽ cho, nhưng bây giờ vương phủ đã có nữ chủ nhân mới. Nàng là một cô gái lỡ thì ở nhà ăn ở cùng ca tẩu lại thường xuyên mở miệng cần tiền thì trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn, ngại không dám mở miệng. Bên ca tẩu cũng sẽ không dùng tiền bậy bạc, các địa bàn trên Nam Châu cần tiền rất nhiều, tàu tử cũng ít khi đặt mua trang sức, ca ca nàng thì muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề nghèo khó ở phương diện vĩ mô, dựa vào số tiền trả thù lao ít ỏi này không phải là một biện pháp giải quyết tốt. Trước khi đi, thương thục thanh để lại người tới khám bệnh cho người bệnh, ngô lão nhị của phù phương viên đi theo tới lại dựa theo quy củ cũ, dựa theo quy củ cũ mà quản phương nhi quyết định nhìn tình huống mà làm, kín đáo đưa một tấm ngân phiếu một nghìn đồng bạc cho nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân sợ hãi không chịu nhận, đại thể liêm sỉ của người nhà nghèo thắng sự giàu có một món tiền quá lớn vô duyên vô cớ được người ta cho chắc chắn sẽ chối đến cùng sau khi ra cửa thương thuộc thanh xấu hổ hạ thấp người cảm ơn ngô lão nhị nàng cũng nghiêm chỉnh mỗi lần như vậy lại khiến bên quản phương nghi lại phải tiêu pha then chốt là bên quản phương nghi lại chẳng để tâm tới ân tình này dường như quản phương nghi vui đùa vậy trong mắt thế nhân tề kinh hồng nương không khác gì kỹ nữ thanh lâu nói nàng là người nhà có tiền e rằng còn ngại không sạch sẽ nữa Kết quả thường thường đều là quản phương nghi ra tiền, được nhân tình lại là thương thục thanh. Ra khỏi hẻm nhỏ u tối, đi tới đầu đường, trước khi lên xe, Ngân Nhi lại coi trọng đồ ăn vặt bên quán ven đường nên dừng lại, kéo thương thục thanh phất tay áo chỉ vào, thèm không chịu được. Lúc này ngô lão nhị đi tới ném tiền, bảo người bán gói hết đồ trong gánh hàng rong lại. Cách đó không xa, trong một chiếc xe ngựa ngừng ven đường, ô thường và hắc thạch tính tọa trong đó. Lúc này ô thường mặc quần áo đội nón bình thường, tóc dài tùy ý bay loạn cũng được búi thành búi tóc gọn gàng, dáng vẻ này của hắn sợ là người quen cũng khó có thể nhận ra trong chốc lát được. Hắc Thạch hơi hé màn cửa sổ, thấp giọng nói, chính là cô nương đang không ngừng ăn uống kia. Ô Thường nhìn chằm chằm Ngân Nhi một lượt, xác nhận là nàng ta. Trong đầu nhớ kỹ tướng mạo của Ngân Nhi, đây cũng là mục đích chủ yếu lần này hắn đích thân tới đây kiểm tra. Nếu nữ nhân này chính là Thánh La Sát, nếu như Quỷ Y nói là thật, một ngày nào đó muốn động thủ, hắn tất phải đánh bất ngờ một trận, thừa dịp nữ nhân này còn chưa biến thành thánh la sát phải một phát chu diệt thành công